Tới gần phụ cận phế thành, thanh diên phi chu nhẹ nhàng đáp xuống cạnh dòng sông rộng chừng 10 trượng, được đào lên để bảo vệ thành trước đây. Dĩ nhiên lòng sông cũng là một mảnh khô cằn, mặt đất dạn nứt, không có mảy may một vũng nước đọng. Hai người Hàn Lập đứng trên phi chu nhìn qua, chỉ thấy bên kia sông là tường thành cao vút, mới nhìn thì vẫn còn nguyên vẹn, nhưng gạch đá phía bên ngoài tường thành có vô số vết nứt, có thể do bị lợi khí chém vào hoặc do man lực đánh vào, làm cho người ta mới nhìn thấy giật cả mình hai người bước về phía cây cầu đá bắc qua bên kia tường thành cách đó không xa, trên đường đi hai người vẫn không nói gì. Lúc đi đến giữa cầu, bỗng nhiên Hàn Lập nhìn thoáng qua chỗ lòng sông, ở đó lộ ra một đoạn xương trắng, nhìn giống như là một đoạn sừng của dị thú, to cỡ cánh tay người trưởng thành, có một đoạn được uốn cong. Hàn Lập dừng bước, tay áo vung lên, một đoàn thanh quang nhẹ nhàng phóng tới, trong nháy mắt liền thổi bay đất phủ dưới lòng sông, lộ ra một bộ bạch cốt nguyên vẹn. Nhìn thấy bộ hài cốt, Lục Phú Tình ồ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hàn lập cũng kinh ngạc không kém. Bộ hài cốt có hình dáng kỳ lạ, cơ bản nhìn không ra bản thể là loại nào. duy nhất có thể khẳng định là khi còn sống thì bản thể khổng lồ của nó không kém chút nào so với sơn nhạc cử viên. lúc trước Hàn lập suy đoán bài cốt lộ thiên kia là một đoạn sừng của dị thú, kỳ thật chẳng qua nó là một hàm răng mà thôi. Hàn đại ca, người có nhận ra loại dị thú này không? Lục Phú Tình nghi ngờ hỏi. trên thân dị thú này không lưu lại chút khí tức nào chỉ bằng vào một bộ hài cốt ta cũng không biết được bản thể của nó hàn lập lắc đầu nói ra miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn lại nghĩ tới những bích họa đã thấy trong đại diện gần linh dược viên lúc trước trên đó vẽ loại dị thú có vài phần tương tự như bộ hài cốt này lại liên tưởng đến cuộc chiến vô cùng thê thảm được vẽ trên bức họa đó trong lòng hàn lập suy đoán chẳng lẽ bích họa đó miêu tả cuộc chiến tại nơi này sao suy nghĩ đó vừa nổi lên đã bị chính hắn gạt bỏ cuộc chiến trên bích họa đó có quy mô thực sự quá lớn nếu đúng là phát sinh tại đây thì tòa thành này chắc chắn bị san thành bình địa, không còn bất kỳ một kiến trúc nào còn sót lại. Hai người đi qua cầu đá, đi tới trước cổng thành, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy tường thành bị đập nát, gạch đá lởm chởm. Phía trên tường khắc ba chữ bạch ngân lớn, Nguyệt Hà Thành. Xuyên qua cửa thành, vừa mới bước ra khỏi cổng tò vò, Hàn Lập đột nhiên kinh hãi trong lòng, không nhịn được đứng lại. Hơn 10 đoàn đạo văn trên chân ngôn bảo luân trong cơ thể hắn lập lòe bất định, cảm ứng với lực lượng thời gian pháp tác càng trở nên mãnh liệt. Hai hàng lông mày hàn lập cao lại, nhìn vào phía nội thành, chỉ thấy bên trong là một mảng phế tích, khắp nơi đều hoang phế, đổ nát thê lương. Rất nhiều nhà cửa, phòng ốc sụp đổ, nghiêng ngả, thấp thoáng đâu đó còn thấy một ít bạch cốt. Trong đó có hài cốt yêu thú, cũng có hài cốt nhân loại, tuy nhiên tất cả đã mục nát theo thời gian. Hai người đi dọc theo con đường lớn tiến về phía nội thành, dọc hai bên đường đều là cảnh vật ảm đạm, thê lương. Đi đến khu trung tâm phía bắc tòa thành, từ xa đã thấy một tòa cung điện màu vàng cao hơn trăm trượng. So với những tòa kiến trúc mà lúc trước bọn hắn thấy hai bên đường thì tòa cung điện này bảo tồn được như thế này là tốt lắm rồi, chỉ có điều mái vòng cung điện đã có dấu hiệu sụp đổ, bức tường bên dưới cũng có nhiều vết rách. Trừ những điều đó ra thì kim quang bên ngoài cung điện đều lộ ra thập phần sáng ngời, dường như phía trên còn phủ một tầng kim quang, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Hàn Lập đang muốn tiến lên thì vòng tay chữ vật trên tay bỗng nhiên nóng lên một hồi bên trong cũng chuyển đến một tia dị động. Lông mày hắn cao lại, dừng bước, bàn tay lật lên lấy ra một hộp ngọc đang lóe lên ánh sáng xanh biếc. Chỉ nghe xoạch một tiếng vang nhỏ, hàn lập mở hộp ngọc xanh biếc kia ra, bên trong lộ ra một viên mắt tròn căng màu xám, xem ra lại khá giống với một viên đá được tạc ra, mặt ngoài hiện ra vầng sáng màu xám trắng, không ngừng nhộn nhạo. Đây là cái gì? Lục Phú Tình ở bên cạnh thấy thế, có chút ngạc nhiên đi lại gần vài bước, hỏi. Là một con mắt của dị thú thái phỉ, Hàn Lập lạnh nhạt nói, thấy Hàn Lập có vẻ như không muốn nói nhiều, ánh mắt Lục Vũ Tình cũng thu liếm. Lại, không có nhiều lời hỏi nữa, con mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm vào con mắt Thái Phỉ, xem xét chốc lát, phát hiện ở trên có vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, lại không có bao nhiêu chấn động biến hóa, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái gì, chỉ đành nắm ở lòng bàn tay, tiếp tục tiến đến cung điện màu vàng. Hắn và Lục Vũ Tình một đường tiến lên phía trước, tới gần cách cung điện màu vàng trăm trượng bỗng nhiên Hàn Lập nhíu hai mắt lại, kéo lục vũ tình qua một bên, lách mình đi tới một mảnh tường phế tích thấp, ẩn mình đi. Bên kia cung điện màu vàng, dưới cửa cung điện cao vài chục trượng đang đứng một nữ tử áo bạc, một tay bấm pháp quyết, tay kia thì đang nắm một thanh giới đao màu vàng không trọn vẹn, thì pháp đến hướng đại môn cung điện. Tại sao lại là nàng? Lục vũ tình nhìn xuyên qua bức tường thấp, có chút kinh ngạc nói. Hàn lập nghe tiếng, vội vàng dựng thẳng ngón tay lên, ra hiệu chớ có lên tiếng. Tuy thần thức nơi này bị ngăn cấm, nhưng dù sao đối phương cũng là tu sĩ kim tiên, bọn hắn tùy tiện lên tiếng, khó đảm bảo không bị phát hiện. Nàng kia hàn lập cũng nhận ra, không ai khác chính là cử linh. Trên giới đao trong tay nàng khắc một chuỗi phù văn phong cách cổ xưa, phía trên đang có nhẹ nhẹ từng sợi kim sắc quang mang bắn ra, tương liên với đồ án hình tròn kỳ lạ trên cửa điện màu vàng, tựa hồ đang phá giải cấm chế trên cửa. Bất luận là giới đao trong tay cử linh hay là cánh cửa điện màu vàng, Hàn Lập đều cảm nhận được rõ ràng chấn động thời gian pháp tắc trên đó hắn trao mày, cẩn thận từng ly từng tí thò nửa cái đầu ra, nhìn qua phía bên kia, lúc này mới chú ý tới bên cạnh cách cử linh không xa, còn có một thân ảnh cổ quái. Thân ảnh ngồi xổm tại đó cao chừng bảy tám trượng, nhìn sơ qua giống như bức tường cao màu vàng, chú ý kỹ mới thấy trên thân thể trần trụi của nó còn hiện đầy từng đạo đồ án linh văn cổ quái. Bởi vì đưa lưng về phía mình, tuy Hàn Lập không nhìn thấy khuôn mặt kia như thế nào, nhưng trong đầu lại không tự chủ nghĩ đến một thân ảnh khổng lồ khác, chính là đầu độc mục cự nhân thái phỉ bị hắn giết chết năm đó. Hình thể giữa hai con này tuy rằng chênh lệch cực xa, nhưng bất luận là hình dáng, màu sắc làn da, hay là linh văn cổ quái trên thân đều giống như đúc. Hàn lập càng nhìn thì trong lòng càng nghi hoặc, vô thức lại nhìn thoáng qua con mắt trong tay. Đúng lúc này, vầng sáng màu trắng nhạt phía trên con mắt nguyên bản lập lè bất định trượt phóng xạ ra hào quang chói mắt, tự như một chiếc đèn bỗng nhiên sáng rực trong đêm tối. Đầu thú cổ quái kia nguyên bản ngồi xổm trên đất bỗng nhiên đứng lên, xoay người lại, lộ ra một cái mũi tẹt, miệng rộng, khuôn mặt cực kỳ xấu xí, phía trên mũi cũng không có hai mắt, chỉ có ở giữa mọc lên một con mắt nằm dọc to lớn vô cùng. Con vật đó thình lình đúng là một đầu dị thú thái phỉ, hình thể hơi nhỏ một chút. Chỉ thấy trong miệng con thú này phát ra một tiếng gào thét, độc nhãn trên đầu lóe lên hào quang, từ trong bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng to lớn, phóng thẳng đến chỗ ẩn thân của hai người Hàn Lập. Không ổn, Hàn Lập kinh sợ kêu lên một tiếng, nắm lấy lục vũ tình kéo qua, đồng thời phóng lên cao tránh né đạo xạ tuyến kia, sau đó rơi xuống phía đại lộ đi tới cung điện màu vàng kia. Lúc này thân hình hai người đã triệt để lộ ra, chương 452, giam cầm, trước cửa cung điện màu vàng, bỗng nhiên cử linh quay người lại, thấy hai người hàn lập, lông mày hơi nhíu lại, thoáng có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau một khắc, ánh mắt nàng này đột nhiên trở nên bén nhọn, ánh mắt rơi vào nhãn cầu màu xám trong tay hàn lập, sắc mặt từ từ trở nên tái nhợt. Nguyên lai like là người giết một đầu thái phỉ khác của ta, Hải ta hao phí thời gian dài ở đây như vậy. Cử linh dừng thi pháp, xoay người lại, ánh mắt như đao nhìn Hàn Lập, nói ra từng chữ. Miệng Hàn Lập cảm thấy phát khô, giờ phút này hắn làm sao lại còn không hiểu, năm đó hắn từ linh hoàn giới quay về Bắc Hàn tiên vực, trong một không gian loạn lưu đánh chết đầu thái phỉ kia, thật vừa đúng chính là linh sủng của cử linh này. Tình huống trước mắt, xem ra cử linh cực kỳ coi trọng thái phỉ kia. Chia ra trốn, trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh, truyền âm với lục vũ tình một tiếng, lập tức quay người trốn về phía xa. Sắc mặt lục vũ tình giật mình khẽ, tựa hồ có chút không hiểu tình huống này, bất qua sau đó cũng kịp phản ứng, thanh quang trên người đại phóng, hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh bỏ chạy về một hướng khác. Còn muốn chạy, cười linh hừ lạnh một tiếng, tay nhấc lên điểm một chỉ ra. Siêu một tiếng, một đạo bạch quang từ trong tay áo nàng bắn ra, là một sợi dây thừng màu trắng. Dây thừng này có màu trắng loáng, tản mát ra ba động linh lực kinh người, trong đó xen lẫn từng tia ba động pháp tắc, rõ ràng là một kiện tiên khí, hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo Hàn Lập. Người đi giết chết nữ tử kia, trong lúc tế ra tiên khí, Cừ linh phân phó cho tiểu thái phỉ bên cạnh. Tiểu thái phỉ oán hận nhìn theo hướng Hàn Lập, bất quá nó hiển nhiên không dám chống lại mệnh lệnh Cừ linh, một chân dẫm mạnh xuống mặt đất, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo hoàng ảnh, đuổi theo độn quang lục vô tình. Trong khi phi đột, Hàn Lập cảm nhận được khí thức ba động kinh người sau lưng, tốc độ lại càng dọa người, cơ hồ trong chớp mắt liền đến cách sau lưng hắn vài dặm trong lòng hắn run lên, phía sau kim quang chấp động, hiện ra một đôi cánh màu vàng, nhanh chóng vỗ mạnh khiến tốc độ không ngừng tăng lên. Trên mặt cử linh lộ ra một tia băng lãnh, tay bấm niệm pháp quyết. Đột nhiên tốc độ dây thường màu trắng tăng tốc, chấp động một cái liền hóa thành một đạo bóng trắng mơ hồ, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp hàn lập, bỗng nhiên nhoáng một cái, huyễn hóa ra năm sáu đầu hư ảnh, từ trước sau tả hữu bốn hướng quấn quanh đến hàn lập. Nhưng vào lúc này, hàn lập giật mình, trên thân nổi lên thanh âm phích lịch, phong lôi xí nổi lên từng đạo lôi điện màu vàng, một tiếng lôi điện oanh minh, thân ảnh của hắn khó khăn lắm mới phi độn ra trước khi dây thường khép lại. Sau một khắc, cách đó hơn 10 dặm lóe lên lôi quang, thân ảnh hàn lập hiện ra. Sắc mặt hắn trầm xuống, không gian cảnh vực nơi này hạn chế càng lớn so với u hàn cảnh, một lần lôi độn cũng chỉ thoát ra khoảng cách ngắn như vậy. Chỉ bằng vào một cái lôi độn thuật cũng muốn đào thoát từ trong tay ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Đột nhiên thanh âm cười linh từ sau lưng hàn lập truyền đến trong lòng hàn lập giật mình không kịp quay người xem xét sau lưng toàn thân đại phóng kim quang một hư ảnh chân luân nổi lên nhanh chóng chuyển động thân hình của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ điện quang màu vàng trên phong lôi xí sau lưng sáng lên lần nữa thanh âm phích lịch vừa vang lên trong nháy mắt thân ảnh hàn lập liền biến mất động tác liên tiếp này so với vừa rồi lại nhanh hơn mấy lần lôi quang màu vàng lóe lên thân ảnh hàn lập lại xuất hiện cách đó mười dặm lúc này mới quay đầu nhìn lại chỉ thấy cử linh đứng tại vị trí của hắn vừa rồi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rất tốt, nghĩ không ra người còn có thần thông ra tốc bực này, bất quá hôm nay người đụng phải lão nương, đừng mơ tưởng còn sống mà rời đi. Cử linh hừ lạnh một tiếng, trên thân đại phóng ngân quang, ngưng tụ thành một đôi cánh màu bạc như ẩn như hiện. Hai cánh mở ra, thân hình cử linh bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. Sắc mặt hàn lập khẽ biến, nghịch chuyển chân luân trong cơ thể xoay tròn cấp tốc, phòng lôi xí trên lưng lóe lên lôi điện, lại biến mất tại chỗ không thấy tâm tích. Có nghịch chuyển chân luân tương trợ, hắn thi triển lôi độn chi thuật hơn xa ngày thường. Thân hình hắn vừa mới biến mất, thân ảnh cứ linh liền nổi lên ở trên không, rũi ra một bàn tay, giữa năm ngón tay bắn ra năm đạo hôi mang co rũi không chừng, đột nhiên đâm thẳng xuống. Bất quá ngay lúc năm đạo hôi mang rơi xuống, trong nháy mắt thân ảnh hàn lập lại biến mất không thấy gì nữa, nàng này lại là đâm vào hư không. Sắc mặt cử linh bất động, quay đầu nhìn về một bên. Nơi đó lóe lên lôi điện màu vàng, thân ảnh Hàn Lập hiện ra lảo đảo một cái. Cử Linh cười lạnh một tiếng, phía sau ngân rực khẽ động, thân hình lần nữa như quỷ mị biến mất, tốc độ so với trước đó lại nhanh hơn một chút. Sắc mặt Hàn Lập hơi biến, kim quang trên thân cùng lôi điện phía sau đồng thời sáng lên, một tiếng sét đùng đoàng vang lên, lần nữa thi triển lôi độn thuật. Rầm 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 tiếng phích lịch nổ vang liên tục, giữa không trung, hai đạo quang mang một vàng một bạc truy đuổi nhau, nhanh như thiểm điện quang mang màu bạc càng lúc càng nhanh, mà lại vô thanh vô tức, hoàn toàn giống như quỷ mị. Trong lúc nhất thời đầy trời xuất hiện tàn ảnh ngân quang này đến tàn ảnh ngân quang khác, cũ còn chưa tiêu tán, mới liền xuất hiện. Ngân quang cố nhiên nhanh chóng tuyệt luân, nhưng lôi quang màu vàng cũng không kém cỏi. Theo quang mang màu bạc tăng tốc, lôi quang màu vàng cũng càng ngày càng nhanh hơn, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng, mạn thiên phi vũ, không có vẻ gì bị ngân quang đuổi kịp. Phích lịch lôi minh càng ngày càng dày đặc, cuối cùng thậm chí hình thành một mảnh, cơ hồ không phân biệt được. Cả hai truy đuổi lẫn nhau, chẳng biết tại sao càng tới gần khu vực phụ cận tòa cung điện màu vàng kia. Giữa không trung lóe lên ánh bạc, thân ảnh cứ linh nổi lên, lông mày hơi nhíu lại, không tiếp tục truy đuổi nữa. Hơn ngoài 10 dặm, lôi quang màu vàng lóe lên, thân ảnh Hàn Lập nổi lên, thoáng có chút thở dốc, hai mắt nhìn chằm chằm Cử Linh. Cử Linh không có tiếp tục đuổi đến, hắn cũng không có dùng lôi điện rời đi nghịch chuyển chân luân cùng lôi độn chi thuật đồng thời thi triển tiên linh lực của hắn còn có thể trèo trống nhưng di động với tốc độ cao như thế gánh nặng của nhục thân và tinh thần cũng cực lớn cho dù là hắn cũng có chút không chịu đựng nổi nghĩ không ra chân tiên nho nhỏ như ngươi còn có mấy phần bản sự ngay thời điểm ta sắp đuổi kịp liền tránh thoát xem ra không sử dụng chút thủ đoạn thì không được cừ linh hừ lạnh một tiếng trên thân lóe lên ngân quang lần nữa thân ảnh hư không tiêu thất hàn lập nhướng mày kim quang trên thân đại phóng đồng thời một tiếng sét đùng đoàn nổ vang thân hình hóa thành một đạo lôi điện dùng lôi điện rời đi nhưng ngay lúc này hư không ong ong run lên mảng lớn ánh sáng xám từ hư không nổi lên hình thành một cái khu vực màu xám trong nháy mắt bao phủ phạm vi gần ngàn trượng chung quanh từng đạo ánh sáng xám trong khu vực bay múa khắp nơi đều có từng đoàn từng đoàn bóng xám mặc dù phạm vi chỉ có gần ngàn trượng lại phảng phất tự thành một vùng thiên địa ngăn cách với thế giới bên ngoài ngay khu vực gần rìa màu xám một đạo lôi điện màu vàng nổi lên, phảng phất bị mắc lại như con cá dính lưới, mặc cho nó giấy rụa vặn vẹo kịch liệt, vẫn bị bức bách từ trong hư không ra. Lôi điện màu vàng lóe lên, hóa thành thân ảnh hàn lập, khuôn mặt hắn trở nên ngưng trọng. Lĩnh vực, hắn nhìn chung quanh, nghẹn ngào nói ra. Trước đó hàn lập chấp hành nhiệm vụ vô thường minh, gặp phải tên kim tiên bắc hàn tiên cung kia, đã từng đối mặt thần thông lĩnh vực của đối phương, bất quá lần trước là một cái ngụy lĩnh vực, không thể so sánh với lĩnh vực màu xám này. Giờ phút này thân hắn ở trong lĩnh vực màu xám này, Phảng Phất Lâm vào một vũng bùn cự đại, từng luồng lực lượng không gian xen lẫn từng luồng lực lượng pháp tắc từ bốn phương tám hướng áp bách đến, cơ hồ khiến hắn không thể động đậy. Trong lĩnh vực vô số bóng xám quay cuồng, Phảng Phất vô số quỷ ảnh từ bốn phương tám hướng chen chúc đánh tới Hàn Lập. Từng luồng lực lượng pháp tắc quỷ dị từ trong những bóng xám này tản ra. Bóng xám chưa đến, Hàn Lập chợt cảm thấy toàn thân nổi lên một cỗ cảm giác vô lực, tay chân mềm nhũn thiên linh lực trong cơ thể cũng để lên không nổi. đây là pháp tắc gì? trong lòng Hàn Lập run sợ, trong miệng quát khẽ một tiếng. kim quang trên thân đại phóng, chân ngôn bảo luân nổi lên, nhất là phía trên có sợi tơ thời gian pháp tắc càng chói lóa mắt. từng luồng thời gian pháp tắc chi lực từ đó tuôn ra, bao phủ thân thể hắn vào bên trong. mặc dù giờ phút này thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân chỉ có một ít, tuôn ra lực lượng thời gian mỏng manh, không thể so sánh với lĩnh vực màu xám chung quanh nhưng thời gian pháp tắc chi lực là một trong tam đại trí tôn pháp tắc, nên cảm giác mệt mỏi trong cơ thể hắn cũng theo đó đại giảm. Tinh thần hắn chấn động, hai tay bấm niệm pháp quyết phung lên. Thanh quang lóe lên, một thanh cự kiếm màu xanh nổi lên trước người. Trên cự kiếm tản mát ra thanh quang lóa mắt, còn có từng đạo hồ quang điện thô to quấn quanh, tản mát ra khí tức dọa người, chém ra bốn kiếm chung quanh nhanh như thiểm điện. Bốn đạo kiếm ảnh khổng lồ nổi lên, chạm lên bóng xám chung quanh. Ầm ầm, bóng xám bốn phía quay cuồng, bị bốn đạo kiếm khí quét sạch. Nhưng càng có nhiều bóng xám tiếp tục từ bốn phương tám hướng bay nhào đến, lần nữa vây quanh Hàn Lập. Hàn Lập hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn, thôi động thanh trúc phong vân kiếm chém ra từng kiếm chung quanh, ngăn trở vô số bóng xám, không để nó tiếp cận thân thể. Ở trung tâm lĩnh vực màu xám, một bóng người đứng chắp tay, chính là Cử Linh. Giờ phút này nàng có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vô số bóng xám nơi xa chiến đấu cùng Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đây là thời gian pháp tắc chi lực người này tu luyện lại là thời gian pháp tắc mà đã ngưng luyện ra một sợi tơ pháp tắc ha ha thật sự là trời cũng giúp ta cừ linh cười lên ha hả sau khi cười xong trên mặt nàng không khỏi lộ ra vẻ do dự tựa hồ có chút khó xử ánh mắt cừ linh chấp động rất nhanh trở nên kiên định trong miệng lẩm bẩm hai tay huy động phía sau nàng lấp lè ánh sáng xám một vương tọa màu xám nổi lên vương tọa này nhìn phảng phất như là long ỉ trong truyền thuyết thế tục rộng thùng thình hai bên mỗi lan can quấn quanh một đầu ngũ trảo hôi long khác với chân long bình thường hai đầu ngũ trảo hôi long này có thần thái dữ tợn hung ác rất là tà dị một cỗ ba động pháp tắc to lớn không gì sánh được từ trên long ỉ màu xám tản ra thân hình cừ linh khẽ động ngồi ở trên ghế khí độ cả người lần nữa biến đổi trên mặt che kín một tầng màu cho khiến cho dung mạo trở nên mơ hồ không rõ tràn đầy vẻ uy nghiêm cả người tựa hồ trong nháy mắt hóa thành một nữ vương cao quý lãnh ngạo một tay cử linh nhấc lên, vỗ nhẹ lên đầu một ngũ chảo hôi long. Lập tức ngũ chảo hôi long há to miệng rộng, phun ra một đoàn ánh sáng xám nồng đậm, bên trong có vô số phù văn màu xám chấp động, tản mát ra lực lượng pháp tắc nồng đậm đến đáng sợ. Ánh sáng xám lóe lên dung nhập vào trong lĩnh vực màu xám, lập tức lĩnh vực sáng lên, bóng xám này đến bóng xám khác không ngừng được tạo ra, mà lại lớn gấp bội so với trước, chen chúc đến phía Hàn Lập. Áp lực trên thân Hàn Lập bỗng nhiên tăng nhiều, sắc mặt hắn biến đổi hắn hét lớn một tiếng, tiên linh lực trong cơ thể đều vận chuyển lên, thanh trúc phong vân kiếm phóng ra thanh quang điện mang càng thêm chói mắt, quét ngang bóng xám chung quanh. Cùng lúc đó, quang mang trên đỉnh đầu hàn lập chấp liên tục, liên tiếp hiện ra bốn kiện bảo vật. Là một tòa sơn phong nhỏ màu xám, một cái linh đang màu bạc, một thanh quái kiếm răng nanh màu đen, còn có một đại phiên màu đen. chương 453, trở giáo, bốn kiện bảo vật này được hàn lập sử dụng, chính là nguyên hợp ngũ cực sơn và vài món tiên khí mà trước kia chém giết đào vũ cùng tên hộ vệ gầy đoạt được. Ngay sau đó, hắn há mồm phun bốn đoàn thanh quang, chui vào trong bốn kiện tiên khí. Nguyên hợp ngũ cực sơn quay tít một vòng, phòng lớn cực nhanh, ánh sáng màu xám trên bề mặt sáng rực, vô số quang cầu màu xám to bằng vại nước từ bên trong liên tiếp bắn ra, đánh vào bóng xám xung quanh. Cái chuông bạc cũng sáng rực hào quang, trong hồi âm thanh rung lên len keng, từng vòng gợn sóng màu bạc khuếch tán ra bốn phía. Cùng lúc đó, theo linh văn lưu chuyển trên mình, quái kiếm hình răng nanh và đại phiên màu đen nhanh chóng tăng vọt, tản mát ra từng đạo kiếm khí hình răng nanh và ánh sáng màu đen tràn ra xung quanh. Trong bốn kiện tiên khí này, ngoại trừ nguyên hợp vô cực sơn, những kiện còn lại Hàn Lập vẫn chưa thể tế luyện, nhưng lúc này tế xuất đồng thời cả bốn kiện, uy thế hợp lực cũng là cực đại, hơn nữa còn có thanh trúc phong vân kiếm, nhất thời lần nữa ngăn trở bóng xám xung quanh lại. Tuy nhiên vào thời khắc này, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt một màn âm u, mờ tối bóng xám quanh người chợt rung động từ đó thò ra một cái móng vuốt rồng màu xám khổng lồ cái móng vuốt này từ khí xám ngưng tụ mà thành nhưng nhìn như là vật thật vô cùng cứng rắn và to lớn tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tật hạ xuống đã xuyên thủng kiếm khí của quái kiếm rồi với một khí thế không thể chống đỡ mạnh mẽ vồ một cái về phía ngực hàn lập trên mặt hàn lập không hề hiện lên dị sắc trên người lóe lôi quang màu vàng một con khôi lỗi màu vàng không biết từ đâu hiện ra chính là giải đạo nhân hai tay khôi lỗi gian ra từng đạo lôi điện thô to nổi lên hội tụ ở bên trong vòng tay của nó trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự phủ lôi điện mãnh liệt chém ra ngăn cản cái móng vuốt màu xám lại một tiếng ầm ầm vang lên rung chuyển trời đất thân thể giải đạo nhân run lên lùi về sau một bước phía đối diện cái móng vuốt cũng nhanh chóng rụt trở lại sáp nhập vào trong bóng xám khôi lỗi kim tiên cư linh thấy cảnh này đuôi lông mày hơi cong lên lập tức ả à ta cười lạnh một tiếng hai tay bấm niệm thần chú Bỗng nhiên một con khôi long ngũ trảo khác hiện ra. Vương tọa màu xám lại tỏa hào quang rực rỡ, ba mặt kính màu xám phía sau ghế từ từ hiện lên, mỗi một mặt kính đều hiện lên một chữ cổ, lần lượt là suy, cuồng, tử. Toàn bộ linh vực màu xám lại một lần nữa chấn động lên, bóng xám bốn phía luân phiên nhau cuồn cuộn, khiến cho hôi mang xung quanh cực nhanh trở nên dày đặc hơn. Hàn Lập thấy tình hình này, dùng mình một cái, đang định làm gì đó. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ vương tọa chợt chấn động hôi mang dày đặc tản ra nhanh chóng tiêu tán khiến cho linh vực màu xám đang rung động cũng lắng xuống cừ linh ngẩn người ra thần thức đảo qua chỉ thấy trong hôi mang do vương tỏa tán phát ra chẳng biết tại sao mơ hồ có thể thấy sợi sợi bạch quang đang nhảy nhót phát ra âm thanh kèn kẹt nho nhỏ ả à ta thấy tình hình này lập tức ngừng thi pháp đồng thời há miệng phun ra một luồng ngân quang bao phủ toàn bộ vương tỏa lúc này vương tỏa ở trong ngân quang mới ổn định lại từng sợi bạch quang trong hôi mang dần dần biến mất Sắc mặt Cử Linh buông lỏng, nhưng một tay vẫn đang bấm niệm thần chú cực nhanh, từng đạo pháp quyết nhập vào trong vương tọa màu xám, đồng thời vung tay kia lên, ngón tay bắn ra liên tục. Một đạo thanh quang và một vệt kim quang bay ra, hóa thành một con cử tằm màu xanh và một con giáp trùng màu vàng. Hai bọn ngươi, bắt tên kia lại cho ta, nhưng chú ý chớ làm tổn thương hắn, kẻ này đối với ta có tác dụng lớn. Cử Linh ra lệnh, cử tằm màu xanh vo ve đáp ứng một tiếng, lắc thân hình một cái bắn đi. Hai con người giáp trùng xoay tròn nhìn tới thân ảnh hàn lập ở phía xa nhưng không hề di chuyển. Người cũng đi đi, cư linh thấy giáp trùng màu vàng không hề di chuyển, sắc mặt lạnh lùng, hơi giận quát lên. Được, giáp trùng huệ oải đáp một tiếng, lúc này mới từ từ bay về phía hàn lập. Cư linh hừ một tiếng, tiếp tục nhìn về phía vương tọa màu xám, tay bấm niệm thần chú nhanh hơn. Trong tầng tầng lớp lớp bóng xám ở phía xa xa, hàn lập đang cực nhanh thôi động năm cái bảo vật, đem từng đợt sóng hôi ảnh có khí thế đã hơi có chút yếu bớt chảm diệt, đồng thời tìm cơ hội đột phá vòng vây. Lúc này, giải đạo nhân lại ẩn vào trong cơ thể hắn, con át chủ bài này hắn không dám sử dụng tùy tiện, muốn giữ lại đối phó với nguy hiểm không lường trước. Giờ phút này, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, có chút thở dốc. Dưới sự bao phủ của linh vực, căn bản là không có cách sử dụng một chút thiên địa nguyên khí nào ở bên ngoài. Chính vì thế, không chỉ thần thông giảm đi, hơn nữa hắn cũng chỉ có thể dựa vào nguyên khí của bản thân đối kháng với toàn bộ linh vực. Mà thôi động thanh trúc phong vân kiếm cùng bốn cái tiên khí tiêu hao cực kỳ nhiều, lúc này tiên linh lực trong cơ thể hắn chỉ còn lại có non nửa. Không chỉ có như vậy, từng cỗ pháp tác lực quỷ dị từ bên trong linh vực ở xung quanh liên tục truyền đến, khiến cho thời gian pháp tác lực quanh người hắn mơ hồ có chút không chống đỡ được. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ra ngoài. Ý niệm trong đầu Hàn Lập xoay chuyển cực nhanh hai mắt lưu chuyển lam quang nhìn khắp xung quanh. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn dừng lại ở một chỗ, lập tức toàn thân sáng rực thanh quang, bay nhanh về phía ranh giới của linh vực màu xám, hai tay xoay nhanh bấm niệm thần chú. Thanh trúc phong vân kiếm bay vụt về, rung lên ầm ầm, phát ra tiếng kiếm rít rất to. Thanh quang của điện mang trên bề mặt cự kiếm lại sáng ngời, phảng phất như một vầng thái dương màu xanh, điện quang màu vàng trong đó cũng càng phát ra lóa mắt. Hàn Lập đưa ngón tay hướng về phía kiếm trên hư không điểm một cái cự kiếm liền quay tít một vòng, thình lình lóe lên, hóa thành một con cự long màu xanh lớn chừng trăm trượng. Toàn thân con cự long này màu bích lục, mỗi một cái vảy đều chất động kiếm khí lành lạnh đáng sợ, từng đạo hồ quang kim sắc to lớn tràn ngập trên người nó nhảy nhót, phát ra tiếng sấm ẩm vang, khí thế so với hình thái cự kiếm trước đây còn lớn hơn ba phần. Cự long màu xanh lắc đầu vẫy đuôi, đánh tới phía trước. Bóng xám phía trước chen chúc nhau ngăn cản lại, cự long dương nhanh múa vuốt một hồi, lập tức lóe ra vô số kiếm khí vô cùng sắc bén đan vào nhau, đem từng cái bóng xám xoắn nát chém sạch. Trong mấy hơi thở đó, Hàn Lập đã vỏ tới sát chỗ biên giới của linh vực màu xám. Nhưng vào thời khắc này, thanh ảnh lóe lên phía trước, một con cự tầm màu xanh không lồ quỷ dị hiện ra, đột nhiên há cái miệng lớn. Xì xì xì, vô số sợi tơ màu xanh từ trong miệng nó bắn ra, đan vào nhau chẳng chịt giữa không trung tạo thành một tấm lưới lớn màu xanh, chụp xuống phía đầu Hàn Lập. Hàn Lập hơi biến sắc, nhưng lúc này thân ở bên trong linh vực cửa quậy một chút cũng đã cực kỳ khó khăn giờ né tránh thì càng không cần nói tới tấm lưới lớn màu xanh nhìn bình thường nhưng trong đó tản mát ra từng đợt rung động pháp tắc đặc thù lúc này một khi bị cuốn vào muốn thoát ra sợ rằng sẽ khó khăn đang cân nhắc mắt hắn sáng lên bấm tay điểm một cái vào mặt cự phiên màu đen ở bên cạnh tấm lưới lớn màu xanh chụp cái hắc phiên lại lập tức rung rung lên hóa thành vô số sợi tơ tầm màu xanh vây quanh hắc phiên xoay tròn cực nhanh trong nháy mắt hóa thành một cái kén tầm màu xanh cự phiên bị cuốn chặt trong kén tầm nhất thời không thể di chuyển được hàn lập không có ý định xuất thủ phá vỡ kén tầm thân hình chợt quẹo một cái ngoặt qua tiếp tục phóng về phía trước cự tầm kêu lên một tiếng xì xì đang định há miệng phun tơ một lần nữa thì vào thời khắc này bên cạnh nó lóe lên kim ảnh hiện ra thân ảnh giáp trùng màu vàng hàn lập đang phi độn đột nhiên dừng lại sững sờ nhìn về phía giáp trùng màu vàng kia giáp trùng màu vàng cũng nhìn Hàn Lập, trong hai con mắt nhỏ chớp chớp quang mang. Cự tầm màu xanh thấy Hàn Lập dừng lại, liền mừng rỡ, há to miệng, vô số sợi tơ tầm màu xanh bắn ra, lóe lên hóa thành một tấm lưới lớn màu xanh, chụp xuống phía đầu Hàn Lập, tốc độ còn nhanh hơn gấp bội so với trước. Hàn Lập dùng mình trong lòng nhưng lập tức phục hồi tinh thần, ánh mắt rời khỏi người giáp trùng màu vàng, bấm tay điểm một cái về phía quái kiếm hình răng nanh. Từ quái kiếm nổi lên một mảng kiếm quang màu đen rất lớn, trong nháy mắt hình thành một mảnh kiếm hải nhỏ, lớn gần một mẫu, bay đến đỉnh đầu hắn ngăn cảm tấm lưới lớn màu xanh. Cự tầm kêu lên một tiếng xì xì, tựa hồ có ý hơi diễu cợt, miệng lại há to, bỗng nhiên phun ra một cơn lốc màu xanh. Trong cơn lốc thình lình chứa dày đặc phong nhận màu xanh, tốc độ cực nhanh, hiện ra sau nhưng tới trước, từ một hướng khác đánh về phía hàn lập, ngăn cản hắn tiếp tục phóng đi. Giáp trùng màu vàng ở bên cạnh thấy thế, trong mắt chợt lóe sáng, toàn thân chợt đại phóng kim quang, lập tức đều ngưng tụ đến hai cái chân phía trước. Vù vù, phía trước hai chân trước của giáp trùng màu vàng hiện ra hai luồng tinh quang dài chừng 10 trượng, tản mát ra khí thức vô cùng sắc bén. Hai chân trước giáp trùng vung lên, hai luồng tinh quang nhất thời bắn ra, nhưng phương hướng không phải về phía hàn lập mà lại là về phía cửa tầm màu xanh bên cạnh. Cửa tầm màu xanh vô cùng kinh hãi, thân thể đại phóng thanh quang, lùi lại né nhánh cực nhanh nhưng khoảng cách hai bên thực sự quá gần, mà tốc độ tinh quang màu vàng lại cũng cực nhanh chỉ nghe thấy hai tiếng xì xì giòn vang tiên huyết màu xanh biếc văng ra thân hình khổng lồ của cự tầm thình lình bị hai luồng tinh quang chém thành ba đoạn tấm lưới lớn màu xanh đang hạ xuống và cơn lốc màu xanh rung mạnh một cái rồi lập tức phiêu tán hàn lập thấy cảnh này ánh mắt lộ ra ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng trong đó còn có một tia an ủi xì xì chi chi trong miệng cử tầm vang lên tiếng kêu gào rất lớn trên mỗi ba đoạn thân thể bị cắt đứt vẫn tản mát ra thanh sắc quang mang bay về phía xa xa trong khi phi đột ba đoạn thân thể giáp lại với nhau, miệng vết thương ngọ nguậy không ngừng, không ngờ đang từ từ dung hợp lại. Giáp trùng màu vàng thấy vậy, không nói gì, mấy cái móng vuốt dưới chân đều vung lên. Bảy tám tia tinh quang đan vào nhau bắn ra, tốc độ cực nhanh, mở đi một cái, liền đã xuất hiện khắp nơi quanh người cử tầm màu xanh, rồi dốc sức loạn trảm. Xì xì xì, thân thể cử tầm màu xanh trước tinh quang mềm yếu như đậu hũ vậy, sau một hồi tinh quang loạn trảm, tức khắc chém trăm nghìn nhát lên đó thân hình giáp trùng màu vàng thoát một cái hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng bắn đi trong nháy mắt xuyên thủng qua thân thể bị hủy hoại của cử tầm rồi thân ảnh nhanh chóng hiện ra miệng giáp trùng bất ngờ lại đang ngậm một con tiểu tầm màu xanh toàn thân tản mát ra thanh quang chói mắt phảng phất như được điêu khắc ra từ thanh ngọc chính là nguyên anh của cử tầm màu xanh ngay sau đó giáp trùng màu vàng há to miệng ực một cái liền đem nguyên anh của cử tầm màu xanh nuốt xuống nó tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn kim quang trên người đại phóng từ trong miệng phun ra một đạo hào quang màu vàng nhạt, cuốn một cái, liền đem thân thể bị hủy hoại của cự tầm màu xanh đã thất linh bát lạc hút vào trong miệng, nhai nhóp nhép. Những động tác liên tiếp, biến hóa mau lẹ, chỉ trong mấy hơi thở đã kết thúc. Chương 454, tương trợ. Sau khi cự tầm màu xanh bị đánh giết, kén tầm bao trùm đại phiên màu đen cũng sụp đổ, đứt thành từng khúc. Đại phiên màu đen khôi phục tự do, lập tức hóa thành một đạo bóng đen, bay trở về đỉnh đầu Hàn Lập. Nhưng mà Hàn Lập còn chưa kịp buông lỏng tinh thần thì đột nhiên một âm thanh giận dữ gầm lên từ chỗ sâu trong linh vực truyền đến, làm sắc mặt hắn hơi đổi. Dám phản bội ta, người muốn chết, chỉ thấy một đạo ngân sắc độn quang điện xạ đến, lóe lên liền đến gần, lộ ra thân ảnh cừ linh, sắc mặt một mảnh xám xanh. Vừa mới hiện thân, nàng liền lật tay, trong tay lóe lên hồng quang, nhiều ra một khối lệnh bài màu huyết hồng. Năm ngón tay nàng bỗng nhiên nắm lại, đùng một tiếng, lệnh bài bị bóp nát lập tức trong mắt kim sắc giáp trùng lộ ra vẻ thống khổ, phun ra một ngụm nhỏ huyết dịch kim sắc, nhưng sau một khắc, nó lập tức khôi phục bình thường. Cử linh thấy cảnh này, lập tức sững sờ, chỉ là một khối khống thần bài lại muốn điều khiển ta, người quá ngây thơ rồi. Kim sắc giáp trùng nói ong ong một tiếng, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo kim ảnh, sau một khắc xuất hiện bên cạnh hàn lập. Không nghĩ tới, nguyên lai like người chính là chủ nhân cũ của vệ kim tiên. Ánh mắt cử linh nhìn thoáng qua vệ kim trùng và hàn lập, lạnh giọng nói. Kim sắc giáp trùng này thình lình chính là phệ kim tiên kim đồng mà Hàn Lập mất đi liên hệ trước đây. Ta đến ngăn nàng lại, người tranh thủ chạy đi. Kim đồng nói với Hàn Lập một tiếng, toàn thân đại phóng kim quang, thân thể tiếp tục biến lớn lên, đánh tới phía cử linh. Thân sắc Hàn Lập có chút phức tạp nhìn kim đồng một cái, trên mình đại phóng thanh quang, quay người phóng về phía trước trốn đi. Mơ tưởng, cử linh biến sắc, tay điểm một cái về phía kim đồng. Một đạo bạch quang bắn ra, bay thẳng đến kim sắc giáp trùng, chính là sợi dây thường tiên khí màu trắng trước đó. Bóng trắng lóe lên biến mất, sau đó từ hư không bên trong bóng xám gần kim đồng bay vọt ra, như thiểm điện quấn chặt lấy thân thể kim đồng, trói gô nó lại. Thân hình phi độn của kim đồng lập tức ngừng lại, cười linh không có lập tức xuất thủ đối phó kim đồng, tay bấm niệm pháp quyết phung lên. Những bóng xám bên trong linh vực màu xám bắt đầu biến hóa, hóa thành từng đoàn ngọn lửa màu xám, trong nháy mắt toàn bộ linh vực màu xám hóa thành một mảnh biển lửa màu xám trong mắt nàng lóe lên một đạo hung quang trong miệng lẩm bẩm mảng lớn biển lửa màu xám gào thét ra quét đến phía Hàn Lập Hàn Lập hơi biến sắc đang muốn thi pháp đối phó từng đạo kim quang chói mắt đột nhiên từ bên cạnh bắn ra hóa thành một đạo kim ảnh mạnh mẽ đâm tới xé nát hỏa diễm màu xám đang đến gần Hàn Lập bên trong kim ảnh thân ảnh kim đồng nổi lên hai chân trước đang cầm lấy một đoạn dây thường màu trắng dây thường này chẳng biết bị chém nứt từ lúc nào dùng loại thủ đoạn này cũng muốn đối phó ta không khỏi quá khinh thường a. À. Phệ Kim Tiên cười lạnh một tiếng, chân trước vung lên, ném hai đoạn dây thường bị chặt đứt vào trong miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Tiên khí cứng cỏi vô cùng, trong tay nó lại giống như bùn nặn. Cừ Linh thấy cảnh này, đồng tử co rụt lại, trên mình kim đồng lấp lóe kim quang, khí tức trên người lúc thì tăng vọt, lúc thì lại nhanh chóng suy yếu biến mất, cực kỳ cổ quái. Đáng chết, trong lòng Cừ Linh nổi giận, gầm lên một tiếng, đến giờ phút này nàng đã nhìn ra, chỉ sợ trước đó Kim Đồng đã một mực ẩn tàng thực lực. Hàn Lập nhìn chằm chằm phệ Kim Tiên một chút, toàn thân đại phóng kim quang, cơ bắp phồng lên, thân thể phồng lớn mấy lần, bên ngoài thân mọc ra bộ lông màu vàng óng, trong nháy mắt hóa thành một đầu kim sắc cự viên, tiếp tục phi độn về phía trước. Phi độn đến giờ phút này, hắn cũng phát hiện linh vực trước mắt áp chế tu vi cực lớn, nhưng lực áp chế nhục thân lại rất nhỏ. Biến thành sơn nhà cự viên, toàn thân Hàn Lập tản mát ra lực lượng bàng bạc, lập tức tốc độ tăng lên nhiều, trong nháy mắt vào tới biên giới linh vực. Cười linh biến sắc, lập tức quát khẽ một tiếng, bấm tay một cái. Một đạo tinh quang bắn ra, nhanh như chớp đã đến chỗ biên giới linh vực. Biên giới linh vực chợt hiện ánh sáng màu xám, trong nháy mắt hiện ra một lớp bụi mây, một cỗ lực lượng pháp tắc chảy xuôi nhanh chóng ở trong đó. Trong nháy mắt toàn bộ linh vực triệt để hóa thành một không gian độc lập. Phanh một tiếng vang trầm, thân thể Hàn Lập đâm thẳng vào đám mây xám, lại giống như đâm vào một bức tường cứng cỏi vô cùng, bị bắn ngược trở về sắc mặt hắn trầm xuống lập tức há miệng phun ra một đạo thanh quang biến thành thanh sắc cự long thanh sắc cự long phát ra một tiếng long ngâm thật dài thanh quang điện mang cuồng thiểm trên thân thể khổng lồ tiếp tục hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm hàn lập vung hai tay lên thanh sắc cự kiếm bắn ra giống như một thanh cự kiếm khai thiên hung hăng chảm lên đám mây xám ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời mây xám bỗng nhiên chấn động nổi lên từng tầng gợn sóng như nước nhưng cũng không vỡ vụn ra muốn chạy trốn khỏi linh vực của ta, si tâm vọng tưởng. Cư linh thấy cảnh này, trong miệng phát ra tiếng cười lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết. Bên trong linh vực, ngọn lửa màu xám hội tụ lại hướng hàn lập và phệ kim tiên, ngọn lửa màu xám phụ cận cả hai trong nháy mắt nồng đậm gấp mấy lần, màu hỏa diễm cũng thình lình biến thành màu đen. Một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại gấp mấy lần từ trong ngọn lửa màu đen tuôn ra, hung hăng đánh tới hàn lập, cỗ lực lượng pháp tắc mạnh mẽ này ngoại trừ làm cho người ta suy yếu pháp tắc bên ngoài, còn nhiều thêm một cỗ pháp tắc quỷ dị khác. Ầm, um, thời gian pháp tắc quanh người Hàn Lập bị đánh cho tan ra, cỗ pháp tắc này ầm vang đánh vào trong đầu của hắn, quấn quanh khắp toàn thân hắn. Sắc mặt hắn biến đổi, quang trạch trên bộ lông màu vàng óng bên ngoài thân thình lình trở nên ảm đạm, vốn thân thể hùng tráng vô cùng vậy mà cũng bị khô quắt lại, tiên linh lực lưu động cũng lập tức trì hoãn gấp 10 lần, toàn thân từng cơn bất lực. Không chỉ như thế, trong lòng của hắn hiện ra tầng tầng lớp lớp ảo giác, dường như bị tâm ma xâm lấn, một cỗ cuồng loạn bạo ngược chi ý từ trong lòng hắn nổi lên. Trong lòng Hàn Lập giật mình, kiệt lực vận chuyển công pháp, điều động thời gian pháp tắc ngăn cản pháp tắc linh vực xâm lấn, đè xuống cuồng niệm trong lòng. Nhưng cảm giác bất lực cuồng loạn trong lòng hắn không thể ngăn chặn lan tràn ra, như vỡ đê thác lũ, căn bản không ngăn cản nổi. Trong hai con người của hắn nổi lên từng tia ánh sáng màu đỏ, đồng thời nhanh chóng trở nên nồng đậm, chậm rãi tràn ngập toàn bộ con mắt. Cách đó không xa, Kim Đồng thấy cảnh này, trong đồng tử màu vàng hiện lên vẻ lo lắng, trên mình lóe lên kim quang tính làm cái gì đó. Vào thời khắc này, ngọn lửa màu đen chung quanh quay cuồng một hồi, hóa thành từng đầu hỏa long màu đen, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Muốn đi cứu chủ nhân cũ, chớ vọng tưởng, nơi đây là bên trong linh vực của ta, người cứ chờ ở đây đi. Ngân ảnh lóe lên, cử linh xuất hiện phía trước kim đồng, ngăn cản đường đi của nó. Kim đồng hừ nhẹ một tiếng, kim quang quanh người đại phóng, từng đạo kim quang kiếm khí từ thân thể tuôn trào ra, trong nháy mắt hình thành một mảnh khu vực kim quang, lập tức xoắn nát hỏa long màu đen chung quanh. Không chỉ như thế, khu vực kim sắc nhanh chóng chuyển động, ẩn ẩn hình thành một dòng suối kim sắc, phát ra một cỗ thôn vệ chi lực, thôn vệ không ít những hắc diễm bị chém vỡ kia. Ngay sau đó thân hình kim đồng khẽ động, chợt bay nhào qua phía cử linh. Giữa khu vực kim sắc lóe lên hào quang, hai đạo tinh mang to cỡ trăm trượng bắn ra, một trái một phải chém về phía cử linh, những nơi đi qua hắc diễm trong linh vực bị chảm diệt không ít. Thế nào, không đi cứu chủ nhân của ngươi, lại đến dây dưa với ta. Cư Linh cười khanh khách một tiếng, khẽ kêu lên, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng ngọn lửa màu đen tụ đến, lóe lên hóa thành hai đạo tia sáng màu đen. Một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại từ giữa hắc tuyến tản ra. Cư Linh cong ngón tay búng ra, hai đạo hắc tuyến bắn ra, đụng vào hai đạo tinh quang to lớn. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục, tinh quang và hắc tuyến đồng thời tiêu tán ra. Nếu ngay cả điểm khó khăn này hắn cũng không ngăn cản được, cũng không thể làm chủ nhân của ta. Ta có thể giúp hắn chính là ngăn ngươi lại, không cho ngươi trực tiếp xuất thủ với hắn. Nếu như dưới tình huống như vậy hắn còn trốn không thoát linh vực này, đó chính là bản sự hắn không tốt, chết ở chỗ này cũng không oan. Kim Đồng từ tốn nói, hai chân trước tiếp tục vung lên. Lại có hai đạo tinh quang bắn ra, chém về phía cử linh. Cử linh hừ lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy, từng đạo hát diễm bay vụt đến, cả hai lăn lăn lộn lộn đại chiến với nhau. Hồng quang trong mắt Hàn Lập càng phát ra nồng đậm, hai mắt liền muốn triệt để biến thành màu huyết hồng. Vào thời khắc này, bên trong linh hải hắn, thanh trúc phong vân kiếm vốn lẳng lặng bất động chợt run lên. Từng đạo kim sắc hồ quang điện to lớn chợt từ đó nổi lên, phát ra tiếng phích lịch to lớn, giống như một đầu man hoang cự thú bị khiêu khích mà gầm thét. Lập tức các nơi trên thân Hàn Lập hiện ra từng đạo tịch tà thần lôi, trong nháy mắt cả người bị kim sắc lôi điện bao khỏa, một cỗ khí tức chính dương từ trong những tịch tà thần lôi này tản ra, tràn vào trong đầu của hắn. Cuồng loạn chi ý trong đầu Hàn Lập lập tức đại giảm, khôi phục sự thanh minh, màu huyết hồng trong mắt biến mất không ít. Hai mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, khẽ quát một tiếng, kim quang trên thân đại phóng, chân ngôn bảo luân tiếp tục nổi lên, nhanh chóng chuyển động. Giờ phút này, có thể do thân ở trong linh vực, trước kia vận chuyển chân ngôn bảo luân đều hiện ra gợn sóng kim sắc, giờ lại một mực không thấy xuất hiện một cỗ lực lượng thời gian từ chân ngôn bảo luân tuôn ra bao kín toàn thân hàn lập tiếp tục chống đỡ lực lượng pháp tác bên trong linh vực cùng lúc đó hắn lập tức toàn lực vận chuyển luyện thần thuật một cỗ thanh lương tri ý chậm rãi từ trong đầu lan ra đè xuống sự cuồng loạn trong đầu cỗ cảm giác vô lực trên mình cũng nhanh chóng biến mất một lần nữa lực lượng về lại thân thể của hắn tiên linh lực vận chuyển cũng khôi phục bình thường chuyện gì xảy ra cừ linh nơi xa thấy cảnh này ánh mắt lộ ra vẻ khó tin nàng hư lạnh một tiếng, bấm tay một cái. Hắc diễm quanh người lập tức phân ra một cỗ, lóe lên hóa thành một mũi tên dài màu đen, phía trên quấn quanh ngọn lửa màu đen. Siêu một tiếng, mũi tên dài màu đen bắn ra, điện xạ đến hướng hàn lập. Vào thời khắc này, một đạo tinh quang từ bên cạnh bay vụt đánh tới, đụng vào mũi tên dài màu đen. Phanh một tiếng, tinh quang và trường tiến đồng thời vỡ ra. Ha ha, chúng ta còn chưa phân ra thắng bại, ngươi lại muốn đổi đối thủ sao? vẫn là theo ta tiếp tục đánh một trận A. Kim đồng cười ha ha, ngăn ở phía trước cử linh. Hàn lập thở ra một hơi, không chú ý tới tranh đấu kia, bỗng nhiên nhìn đám mây xám phía trước, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Hắn bỗng nhiên há miệng, phun ra ba đạo thanh quang, lóe lên một cái rồi biến mất, đó là ba kiên tiên khí gồm ngân sắc linh đang, quái kiếm răng cưa, còn có đại phiên màu đen. Ba kiện tiên khí chấn động mạnh một cái, tản mát ra quang mang sáng gấp mấy lần so với trước đó. Hào quang tỏa sáng lóa mắt, gần như không thể nhìn thẳng, lại cuồn cuộn phun trào mãnh liệt, càng ngày càng kịch liệt. Đi, Hàn Lập bấm niệm pháp quyết một cái, ba kiện tiên khí bắn ra, hóa thành ba đạo tia sáng chói mắt, hung hăng đánh vào phía trên đám mây xám. Rầm rầm rầm, ba kiện tiên khí va chạm một cái vào đám mây xám, lập tức vỡ ra, hóa thành ba trùng sáng, một ngân, hai hắc. Chương 455, nữ đồng. Hàn Lập thấy cảnh này, chân mày hơi nhíu lại, một lần tự bạo ba kiện tiên khí, tuy làm cho tầng mây xám này trở nên mỏng đi rất nhiều nhưng vẫn chưa bị vỡ vụn đáng chết cư linh ở xa xa chứng kiến màn này miệng gầm lên một tiếng nhưng lúc này ả đang bị kim đồng bám chặt khu vực màu vàng càng lúc càng lớn mờ mờ ảo ảo có ý phản khách phi chủ khiến cho ả ta căn bản không rảnh tay xuất thủ với hàn lập nhưng vào lúc này hàn lập lật tay vung lên một cái trong tay hiện ra một vật là kiện tiên khí nghiên mực màu đen của đào vũ ánh mắt lóe lên hắn phất tay cầm nghiên mực quăng ra ngoài tay bấm niệm thần chú, chỉ một cái. Nhiên mực màu đen tỏa ra hào quang chói mắt, kèm theo cả chấn động pháp tác mãnh liệt, vô luận là về phẩm cấp hay uy năng thì ba kiện tiên khí, gồm cả chiếc chuông bạc kia đều không thể sánh bằng. Bởi vì một vài lý do nên hắn vẫn chưa tế luyện hoàn toàn nhiên mực, chỉ mới miễn cưỡng tế luyện non nửa, tuy nhiên muốn dẫn động cho nó tự bạo thì như vậy cũng đủ. cơ Linh cảm ứng khí tức từ nhiên mực tản ra, sắc mặt cả kinh, không nói gì, liền há miệng phun ra một dòng chất lỏng màu bạc, chất lỏng lóe lên một cái, rồi biến mất, sáp nhập vào trong ngọn lửa màu đen quanh người ả. À. Ngọn lửa màu đen quanh người ả à ta liền cháy rực lên, ngăn cản lại linh vực màu vàng do kim đồng biến ra. Ngay sau đó, cử linh phất một tay lên, quang mang xanh biếc lóe lên, một cái hồ lô màu xanh biếc hiện ra, một cỗ khí tức cực lớn không thể diễn tả bỗng nhiên tỏa ra bốn phương tám hướng. Hàn lập cảm ứng được cỗ khí tức này, trong lòng dùng mình, tuy nhiên tay hắn không hề dừng thi pháp mà ngược lại tốc độ bấm pháp quyết lại nhanh hơn mấy lần nghiên mực màu đen tản mát ra hắc quang càng lúc càng trói mắt, hơn nữa còn nảy lên nảy xuống rất nhanh. Hắn bỗng nhiên há miệng, phun ra một ngụm tiên huyết, lóe lên chui vào trong nghiên mực. Ầm ầm, nghiên mực màu đen đột nhiên sáng rực quang mang, lao mạnh tới vùng mây xám. Hừ, cười linh hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng một cái, hồ lô xanh biếc bắn ra một luồng quang mang màu xanh, cực nhanh cuốn về phía nghiên mực màu đen. Tuy nhiên, đáng tiếc đã chậm một bước, ầm ầm, một khắc trước khi lục quang chạm vào thì nghiên mực màu đen đã ầm ầm nổ tung. Một vầng mặt trời màu đen trói mắt lập tức hiện ra, bên trong có vô số phù văn màu đen cuồn cuộn, tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, lan rộng ra rất nhanh, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Mây xám run rẩy kịch liệt, lần nữa nhanh chóng trở nên mong manh, thậm chí đã xuất hiện các vết nứt. Nhưng mà, linh vực này thực sự vô cùng kiên cố, quang mang chớp chớp trên mây xám, tuy chỉ còn một lớp mỏng manh nhưng rốt cuộc nó vẫn duy trì được chân mày hàn lập siết chặt hắn lại há miệng phun ra một ngụm tiên huyết lóe lên chui vào bên trong thanh trúc phong vân kiếm thanh kiếm tỏa sáng hào quang ù ù rung lên chém cực mạnh về phía mây xám cư linh thấy vậy liền biến đổi pháp quyết trong tay lục quang do hồ lô phóng ra xoay một cái quấn chặt lấy thanh trúc phong vân kiếm chú ý cái hồ lô kia của ả à không phải là vật phàm nó có thể thu nhiếp tiên khí đấy giọng nói của kim đồng vang lên trong đầu hàn lập hàn lập nghe vậy biến sắc Thanh cửa kiếm màu xanh uy thế kinh người vừa bị lục quang quấn quanh, lập tức bị dừng lại ở đó, kiếm quang trên bề mặt nhanh chóng tiêu tán. Liên hệ giữa Thanh trúc Phong Vân kiếm cùng tâm thần Hàn Lập bị chất đứt. Cử Linh cười lạnh, tay bấm niệm thần chú, ngoắc một cái. Lục quang quấn chặt Thanh trúc Phong Vân kiếm nhất thời trở nên dày đặc, cửa kiếm màu xanh bị thu nhỏ lại cực nhanh, bị cuộn tròn bay vòng về phía Cử Linh. Khóe mắt Hàn Lập giật giật, nhưng quay mạnh đầu không nhìn nữa, một tay phất lên. Ầm ầm thanh quang trước người hắn đại phóng lại là một thanh cự kiếm màu xanh nổi lên quấn quanh nó là từng sợi hồ quang màu vàng thô to tản mát ra khí tức đáng sợ không kém chút nào so với thanh kiếm vừa rồi mơ hồ còn mạnh hơn mấy phần cừ linh thấy cảnh này vẻ mặt ngạc nhiên không ổn ả à ta lập tức phản ứng lại thế nhưng sau mỗi lần thôi động hồ lô xanh biết cần thêm một chút thời gian mới có thể phát ra lục quang bây giờ ả à cũng không thể tránh được chuyện này nhưng vào lúc này một tay kia của hàn lập cũng vung lên hắc quang lóe lên, một cái luân tròn to lớn xuất hiện. Luân này tỏa ra từng đạo thủy quang màu đen ngút trời, nhanh chóng xoay tít, vang ra từng luồng lực lượng to lớn đáng sợ, hư không xung quanh cũng rúng động theo, chính là trọng thủy chân luân. Hai tay hắn bấm niệm thần chú, điểm một cái, hai đạo thanh quang bắn ra, chợt lóe lên, tách ra chui vào trong cửa kiếm màu xanh và trọng thủy chân luân. Hai kiện bảo vật lại một lần nữa sáng rực hào quang, đồng thời chém mạnh vào chỗ mây xám. Cùng lúc đó, một đạo lôi quang màu vàng từ trong cơ thể hàn lập bắn ra lóe lên biến thành một con cua vàng khổng lồ chính là giải đạo nhân toàn thân nó đại phóng lôi quang hai cái càng lớn vung lên giống như hai lưới cự nhận vô cùng sắc bén mãnh liệt chém vào mây xám ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa tầng mây xám mỏng manh còn sót lại kia ầm ầm tan vỡ rút cuộc bị xuyên thủng thành một cái lỗ lớn sau một kích kim quang trên người giải đạo nhân nhanh chóng vô cùng ảm đạm tiên nguyên thạch trong cơ thể đã dùng hết thân hình nó thoát một cái hóa thành một đạo kim quang chui vào trong cơ thể hàn lập trong mắt hàn lập lóe lên vẻ mừng rỡ kim quang toàn thân đại phóng vận chuyển thần thông nghịch chuyển chân luân thân hình hóa thành một đạo kim quang cuốn thanh cự kiếm và trọng thủy chân luân vào rồi lập tức từ bên trong cái lỗ lớn bắn ra nhanh như điện dầm dầm tốc độ phi độn của hắn quá nhanh phương hướng lại vừa đúng hướng xuống dưới thu thế không kịp nên hắn va mạnh vào mặt đất trước cung điện màu vàng tạo thành một cái hố to hàn lập xoay người đứng lên nhìn xung quanh một lượt, đang định phi độn về phía xa xa bỏ chạy. Tuy là thoát ra khỏi linh vực, nhưng tiên linh lực trong cơ thể hắn lúc này cũng đã thấy đáy, căn bản vô lực giao phong cùng cử linh. Vào thời khắc này, kim quang trên người hắn đột nhiên đại phóng, chân ngôn bảo luân tự động hiện ra, tỏa ra ánh sáng chói mắt, xoay tròn tít mù, sợi tơ pháp tắc thời gian phía trên càng tỏa sáng hào quang. Cửa lớn cung điện cách đó không xa bỗng nhiên cũng toát ra kim quang lóa mắt, rực rỡ trói lọi. Giữa hai thứ sinh ra một loại cộng hưởng, Đồng thời phát ra âm thanh rung động ầm ầm. Một tiếng vèo, trên chân ngôn bảo luân, sợi tơ pháp tắc thời gian thình lình bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất vào trong cánh cửa lớn màu vàng óng. Ầm, trên cửa lớn màu vàng óng lập tức hiện ra một đồ án vòng tròn màu vàng, một luồng kim quang óng ánh từ đó bắn ra, bao lấy thân thể Hàn Lập. Hàn Lập chỉ cảm thấy toàn thân bị siết lại, phảng phất như bị một lực lượng vô hình mềm mại cuốn chặt, nhất thời không thể động đậy được. Trong lòng hắn cả kinh, Miến cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn cung điện màu vàng, sắc mặt nhất thời ngẩn ra. Lúc này bên cạnh cửa lớn thình lình còn có một người đang đứng, chính là người trước đây bị con tiểu thái phỉ truy sát chạy trốn khỏi nơi này, chẳng biết lúc nào đã quay trở về đây, lục phúc tình. Nàng ta cũng lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía hàn lập, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Vào thời khắc này, giữa không trung linh vực màu xám phát ra mấy tiếng như sấm rền. Một vệt kim quang từ bên trong cái lỗ lớn kia bắn ra, hóa thành thân ảnh kim đồng. Lúc này trên người nó có nhiều vết thương trồng chất, trong đôi mắt màu vàng óng nhỏ bé mang theo vài phần mệt mỏi. Cách đó không xa, chợt lóe lên ngân quang, thân ảnh cử linh cũng hiện ra. Ánh mắt ả à nhìn khắp, đem mọi tình huống thu hết vào trong mắt, hơi ngẩn ra, sau đó lộ vẻ tức giận, một tay phất lên. Hồi quang lóe lên, vương tọa màu xám lại một lần nữa nổi lên, sau đó mở đi, sáp nhập cực nhanh vào bên trong phía đỉnh của linh vực màu xám. Linh vực màu xám lập tức sụp đổ cực nhanh thu nhỏ lại, trong nháy mắt kích thước chỉ còn khoảng mười mấy trượng nhưng màu sắc biến thành cực kỳ nồng đậm âm ầm một cỗ uy áp khổng lồ từ trong linh vực màu xám tỏa ra khiến cho hư không gần đó run rẩy dâng lên từng cơn gió lốc cuốn ra bốn phương tám hướng cùng lúc đó bên trong linh vực hiện ra một cái hư ảnh đầu rồng vô cùng to lớn màu xám bên ngoài mọc đầy gai nhọn thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn nhưng hai mắt lại bình lặng như nước không có chút tình cảm nào giữa lúc hàn lập rời ánh mắt nhìn về phía đầu rồng màu xám thì cũng là lúc đầu rồng kia vừa trông lại. Trong lòng hắn lột bộp một cái, một cảm giác giận cả tóc gáy không cách nào nói rõ kéo tới. Vừa lúc đó, đầu rồng màu xám ngoác cái miệng ra, trong miệng chợt nổi lên quang mang ba màu đen, xám và trắng. Trong mỗi một ánh hào quang đều ẩn chứa cuồn cuộn pháp tác lực, mỗi cái khác biệt nhau hoàn toàn nhưng lại dung hợp lẫn nhau, không hề xung đột. G, rào, đầu rồng gầm lên một tiếng vang vọng đất trời, tiếp đó miệng rộng mở ra phun ra một cột sáng ba màu to lớn, tỏa ra hào quang đen, xám, trắng mút trời, cuồn cuộn giao thoa vào nhau, bắn tới chỗ Hàn Lập với tốc độ khó mà tin nổi. Lúc này toàn thân Hàn Lập từ trên xuống dưới đều không thể động đậy được chút nào, chỉ có thể chừng chừng nhìn cột sáng ba màu đang lao về phía mình, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dị biến phát sinh. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hiện ra một vệt kim quang nhanh như điện, thân ảnh kim đồng tựa như thuấn di, đột nhiên xuất hiện trước người hắn. Thời khắc này, trên người kim đồng đại phóng kim quang, không còn mang dáng dấp con giáp trùng màu vàng nữa mà đã biến thành một nữ đồng chừng 8-9 tuổi. Trên đỉnh đầu có một bó tóc tơ màu vàng dựng đứng khá cao, thoạt nhìn nữ đồng như được khắc từ ngọc vậy, vô cùng khả ái. Nữ đồng này mặc trên người một kiện kim giáp bó sát người vô cùng tinh xảo, trong đôi mắt màu đen phẳng phát như hạt ngọc lưu ly hiện ra một tia kim mang, nhưng hai mép lại có hai vệt máu màu vàng khí tức suy sụp không ít so với trước sắc mặt nữ đồng ngưng trọng môi khẽ mấp máy giơ hai cánh tay trắng nõn lên lóe ra kim quang trong nháy mắt chúng biến thành màu vàng phảng phất như được tạo ra từ vàng thật vậy nữ đồng hơi cắn răng một cái chợt phung mạnh hai cánh tay nhỏ bé lên hai tiếng bùm bùm đôi tay nữ đồng bất ngờ nổ tung biến thành hai luồng tinh quang thô to dài ngàn trượng trên hai luồng tinh quang có vô số phù văn màu vàng nhảy nhót lóe lên hòa vào nhau thành một thể, biến thành một sợi dây óng ánh, tinh khiết. Sợi dây nhỏ tỏa ra pháp tác lực mút trời, khiến cho hư không rung lên không ngừng, nghênh đón cột sáng ba màu. Kim đồng, ngươi, hàn lập nhìn nữ đồng trước người, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nhưng vào thời khắc này, một màn khiến tất cả mọi người ở đây đều không thể nghĩ tới đã xảy ra. Cửa lớn cung điện màu vàng óng chợt vang lên một tiếng nặng nề, vốn đang đóng chặt bỗng mở ra một khe hở, từ đó tản mát ra một cỗ khí tức có chút cổ quái kim quang bao phủ hàn lập trượt sáng ngời, bọc lấy thân thể hắn, mờ nhạt đi, sau đó liền bay vào trong cung điện, biến mất. chương 456, thành nhỏ, hàn lập cảm thấy bốn phía chung quanh một mảnh xương mù xám mờ mịt, đột nhiên dưới thân trống rỗng, nhịn không được loạn trọng ngã về phía trước, bước tiếp theo vẫn là hư không, sau đó mới cảm giác chạm mặt đất. Hắn cảm giác dường như mình đã vượt qua một tầng bình chướng sương mù, trong lúc bất trí bất giác toàn bộ cơ thể đã xuất hiện trong một không gian khác. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương có chút đau đớn, ánh mắt mơ hồ chậm rãi khôi phục, thấy rõ mặt đất dưới chân là một phiến đá rêu xanh. Đứng thẳng lưng lên, Hàn Lập nhìn qua bên cạnh, phát hiện chỉ có mỗi một mình mình, Kim Đồng, Cử Linh và Lục Vũ Tình đều không có theo vào. Lông mày hắn không khỏi nhăn lại, khẽ thở dài. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới phệ Kim Tiên Kim Đồng đã thất lạc nhiều năm, lại gặp lại trong tình huống như vậy, mặc dù không có trao đổi với nhau nhiều nhưng trong lúc nguy cấp lại động thân phóng tới cứu mình một mạng làm cho trong lòng hắn không khỏi ấm áp. Dù sao từ lúc đi vào chân tiên giới, cũng giống như ở nhân giới và linh giới, ngươi lừa ta gạt, tranh đấu với nhau, trừ năm đó mới vào linh hoàn giới gặp tiểu hồ ly liễu nhạc nhi, qua nhiều năm như vậy, hắn rút cuộc không cảm nhận được cảm giác được người quan tâm là như thế nào. Đương nhiên, việc kim đồng lao thẳng đến hắn, lại bảo vệ hắn như một đứa bé là có nguyên do. Hiển nhiên ở đây hơn 2.000 năm, có lẽ kim đồng cũng nhận được cơ duyên nào đó, Thực lực tăng mạnh, lại có thể rằng co cùng một tên cường giả Kim Tiên hậu kỳ lâu như thế. Nhưng trong nội tâm Hàn Lập biết rõ, nó tuyệt không phải đối thủ Cử Linh, thủ đoạn ả này không ít, điều khiển pháp tắc chi lực vượt xa chính mình có thể so sánh, còn có hồ lô huyền thiên quỷ gì kia. Hôm nay cũng nhờ Kim Đồng mới có thể chuyển nguy thành an, từ nay về sau xem tình hình như thế nào, cho dù tạm thời đầu hàng nhượng bộ cũng tốt. Mà xem tình hình lúc trước dường như Kim Đồng bị Cử Linh thu làm linh sùng Nếu như Kim Đồng xảy ra chuyện gì, chờ hắn tiến giai kim tiên, về sau xác định sẽ tìm tới cửa để cho ả cử linh này trả giá đại giới. Về phần lục vũ tình, không biết từ lúc nào, hắn cảm giác nàng này có chút quái dị, cụ thể là ở đâu thì hắn nhất thời cũng không biết được. Bất quá nàng này và mình chẳng qua bèo nước gặp nhau, lần này tiến vào minh hàn tiên phủ coi như là quan hệ hợp tác, cho nên cũng không có bao nhiêu giao tình. Lần này trêu chọc phải cử linh, tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là do mình, nhưng nếu nàng này lựa chọn đi theo tìm kiếm cơ duyên, loại mạo hiểm này tự nhiên cũng không cách nào tránh khỏi. Hôm nay chính mình không hiểu tại sao bị hút vào nơi đây, nàng này đối mặt lửa giận của cử linh, chỉ có thể cầu cho nàng gặp nhiều phúc phận A. Hàn lập tạm vứt ý niệm trong đầu qua một bên, ánh mắt chuyển động, quét qua bốn phía. Vừa nhìn qua hắn phát hiện mình đang đứng giữa một tòa đình viện cũ kỹ, tường viện và phòng ốc đều bị hư tổn sụp xuống, phía trên sinh đầy cây cỏ, rêu xanh cỏ dại, không biết đã hoang phế bao lâu rồi. Bất quá, khi ánh mắt chuyển hướng nhìn phía sau đình viện, lông mày hắn không khỏi nhảy lên, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chỉ thấy phía bên phải sau lưng đình viện này là một tòa phòng ốc không cao lớn, từng khối nhà mái ngói lơ lửng trên không trung, bề ngoài cũng hao tổn sụp đổ, thoạt nhìn giống như bị lực lượng vô hình gì đó cấm cố, bảo trì trạng thái đang sụp đổ. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, trong đôi mắt lóe lên lam quang, thần thức phóng ra ngoài dò xét qua. Sau một lúc lâu, thân hình hắn vô thanh vô tức nhảy lên, rơi vào phía trên nóc nhà, thò tay chảo nhẹ một cái, một khối mái ngói màu đen lơ lửng trên không trung bị chảo đến tay, mà gạch ngói vụn còn lại và toái thạch trên nóc nhà vẫn bảo trì nguyên trạng như trước, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngạc nhiên, hắn đứng ở chỗ cao nhất của nóc nhà nhìn ra ngoài Việt, trước tầm mắt là những kiến trúc sụp đổ, rậm rạp chằng chịt vẻ thê lương, một mực kéo dài ra hơn 10 dặm về bốn hướng chung quanh. Tại những kiến trúc này, khắp nơi đều thấy cảnh tượng cổ quái trong sân nhỏ, những đình đài lầu các bị hỏng kia tuy rằng văng tung tóe thành vô số mảnh vỡ, nhưng không có rơi là tả xuống mặt đất, mà giống như lúc sụp đổ lập tức bị ngừng lại, bảo trì trạng thái bụi mù bay lên bốn phía treo trên không. Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại, lập tức thần thức lực tràn đầy như biển khuếch tán ra chung quanh. Khu vực nơi này không giống với mảnh đất đỏ hoang nguyên trước kia, thần thức không bị bất luận cái gì cấm cố, có thể tùy ý dò xét. Nhưng mà sau một lát, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, làm sắc quang mang trong mắt thu lại, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Cuối cùng là, hắn trầm ngâm một hồi lâu, nhưng không nói ra lời phiến khu vực này có diện tích khá nhỏ thật sự vượt quá dự liệu của hắn thần trí của hắn thoáng kéo dài đã quét qua nơi này một lần phương viên bất quá ngàn dặm thần niệm đến nơi cuối cùng tất cả đều là không gian bích trướng theo như lẽ thường hắn có thể tiến vào nơi này rõ ràng nơi đây tuyệt không cách ly với ngoại giới ít nhất là có tồn tại điểm yếu không gian nếu tìm được chỗ này hắn có thể phá vỡ không gian bích trướng thoát ra khu vực này nhưng mà vừa rồi thần thức dò xét một phen Hắn lại không phát hiện bất kỳ chấn động không gian nào, hoặc là địa phương tồn tại điểm yếu không gian bích chướng. Lông mày hàn lập nhíu chặt, một tay kết pháp quyết, kim quang sau lưng phóng ra, chân ngôn bảo luân từ trong chậm rãi hiện ra. Theo động tác biến hóa trong tay hắn, trên chân ngôn bảo luân sáng lên hơn 10 đoàn thời gian đạo văn hơi mờ, trên đó có con mắt kim sắc nằm dọc cực lớn đang chuyển động, từ trong bắn ra từng đạo ánh sáng kim sắc như thực chất nếu như dùng thần thức không thể dò xét ra cấm chế pháp trận hoặc là cửa vào không gian hàn lập đành phải vận dụng chân thực chi nhãn dò xét hắn bay lên giữa không trung thúc giục cặp mắt kim sắc vĩ đại ánh mắt liền rơi vào mảnh đình viện mà hắn vừa đứng khi nãy dưới ánh sáng kim sắc phiến đá trên đình viện rỗng tuếch không có chút khác thường ánh mắt hàn lập chậm rãi di động từ phiến đá trên mặt đất đi vào trong bàn đá nội viện tiếp theo di chuyển đến bên tường cây khô lại đến hai viện kế đó nhưng tất cả đều là một mảnh bình lặng không có chút biến hóa nào. Thẳng đến khi chân thực chi nhãn di chuyển đến tòa phòng ốc sụp đổ, dừng lại ở đó một lúc thì bên trong kim quang mịt mờ mới nổi lên một tia biến hóa, chỗ nóc và nhà sụp đổ đó vậy mà nổi lên một mảnh kim quang cuồn cuộn, khôi phục nguyên trạng. Ô, kỳ quái, chẳng lẽ căn phòng này lại ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực? Lông mày hàn lập nhướng lên, kinh ngạc không thôi, không đợi hắn tiến lên xem xét kỹ, khó khăn lắm hư ảnh phòng ốc mới được chữa trị thì nó lại bắt đầu chất động liên tiếp. Hình ảnh lại không cách nào ổn định. Hàn Lập thu hồi chân môn bảo luân, rơi vào trước đại điện, vốn xem xét toàn bộ bên ngoài đại điện, lại tiến vào trong đại điện cẩn thận tìm tòi một phen, cũng không phát hiện vật gì ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực. Thật là lạ, chẳng lẽ thời gian pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó quá mức bạc nhược yếu kém, cho nên không cách nào dò xét được. Có lẽ cũng không đến mức a. Trong nội tâm Hàn Lập nghi ngờ, thì thào lẩm bẩm. Trầm ngâm một lát, trong đôi mắt hắn lóe lên tinh quang chân ngôn bảo luân lần nữa hiển hiện phóng tới, thân hình hắn bay lên, đã đi ra chỗ sân nhỏ, bay vút qua khu vực khác. Từ trên cao quan sát xuống dưới, tuy phiến khu vực này rách nát, nhưng kiến trúc chỉnh thể phân bố thập phần hợp quy tắc, cơ bản giống với bố cục bên trong thành phố Đô Thành Thế Tục, cho nên Hàn Lập dựa theo các con đường răng khắp nơi trong thành tiến hành dò xét tòa thành trì này. Bắt đầu từ rìa phía đông, hắn một đường đi đến phía tây, ven đường gặp một ít kiến trúc lầu các duy trì sự sụp đổ thì hắn tương đối cẩn thận xem xét kỹ, mỗi lần dùng chân thực chi nhãn xem xét đều có thể mơ mơ hồ hồ chiếu ra nguyên bản thời điểm hình ảnh hoàn hảo nhưng lại giống với tòa phủ đệ không cách nào ổn định bên trong cả tòa thành thị này khắp nơi đều có chấn động thời gian phát tắc hơi yếu nhưng đều không đạt đến trình độ làm cho người ta cảm giác được không đến nửa ngày sau hàn lập đã tra xét mấy lần bốn phía đông tây nam bắc của khu thành thị kết quả đều không thu hoạch được gì đến trạng vạng tối mặt trời ở chân trời phía tây dần dần trở nên một mảnh lửa đỏ bắt đầu hạ xuống chân núi. Ở thành Nam, trong một lâm viên phủ đệ cỏ hoang mọc đầy, đứng lặng đó một tòa mộc tháp màu đen cao chín tầng, trên thân tháp có nhiều dấu vết đốt cháy nghiêm trọng, nghiêng về một hướng, thoạt nhìn thật giống tùy thời sẽ sụp xuống. Một tay Hàn Lập vịn lên khung sắt trên đỉnh tháp, đứng ở mái ngói màu đen ở đỉnh tháp, nhìn ra hướng mặt trời lặn ở phương xa. Đứng bên cạnh là một đạo nhân mặc hoàng bào, chính là giải đạo nhân, thần sắc gã bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Giải đạo hữu, bố cục trong thành này có môn đạo gì không ánh mắt hàn lập hơi thu liếm lại mở miệng hỏi bố cục trong nội thành này tuy rằng không bàn mà hợp thành cửu cung sổ thuật nhưng cũng chỉ là cấu trúc thành trì bình thường ít nhất từ biểu hiện bên ngoài cũng không có chỗ nào đặc biệt về phần phía sau có bố trí đặc thù gì hay không ta cũng nhìn không ra giải đạo nhân lắc đầu nói ra nếu như thế vậy làm phiền giải đạo hữu thay ta điều tra một phen nhìn xem có cơ quan pháp trận ẩn giấu gì hay không hàn lập nghe vậy suy nghĩ một lát nói ra, giải đạo nhân im lặng gật đầu nhẹ, thân hình từ phía trên một tháp lóe lên rồi biến mất vô tung. Hàn lập nhìn ánh chiều tà hoàng hôn dần dần biến mất, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, toàn thân hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bắn ra phía ngoài. Nhưng bất quá ngay lập tức, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy trong hư không biên giới thành chỉ lóe lên một đạo ánh sáng màu xanh, một thân ảnh màu xanh bị một tầng bích trướng vô hình trùng trùng điệp điệp bắn ra, ngã rơi xuống thân ảnh này không ai khác chính là Hàn Lập, bất quá, không chờ rơi xuống mặt đất, ánh sáng màu xanh trên người hắn bỗng nhiên sáng ngời, lại bay về một phương hướng khác. Thời gian nhoáng một cái, đã qua mấy ngày, ở giữa một tòa lâm viên trong mảnh phế tích thành trì, có một mảnh rừng rậm xanh tươi cỏ dại tươi tốt, bốn phía trong rừng dài đầy từng tòa quái thạch lởm chởm, màu sắc u ám, mặt ngoài sinh đầy rêu xanh trắng nõn. Trên một con đường nhỏ uốn lượn trong rừng, hai đạo nhân ảnh một xanh một vàng sóng vai cùng đi vào phía trong rừng rậm, cấm chế mật thất trong thành không ít, nhưng đại đa số đều thập phần thô thiển, căn bản không có giá trị. Chỉ có nơi này không giống vậy, bất kể là bố trí trong rừng, hay là chỗ mật phân kia, đều lộ ra vẻ không giống bình thường. Giải đạo nhân dẫn đường một bên, nói, có thể làm cho giải đạo hữu nhận định không giống bình thường, nơi này rất có khả năng đúng là cửa ra bí cảnh. Hàn lập nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. chương 457, lo lắng đi dọc theo con đường nhỏ trong rừng. Giải đạo nhân dừng lại trước một khối đá có hình thù kỳ lạ giống như một lão viên hầu đang còng lưng xuống, chỉ vào nó nói, hàn đạo hiếu, thử nhìn xem đây là vật gì. Hàn lập khẽ cao mày một cái, bước nhanh về phía trước, đưa tay sờ lên khối quái thạch một cái, vừa suy ngẫm. Đây chẳng lẽ là, hóa hoang thạch, lần này lông mày hắn nhíu càng chặt, có chút nghi ngờ hỏi. Không sai, chính là nó. Giải đạo nhân gật đầu nhẹ, nói ra, trách không được lúc ta dùng thần thức dò xét, lại không phát hiện bất cứ dao động nào của trận pháp ở chỗ này, hóa ra đều do hóa hoang thạch này che đậy a. À. Chỉ là không nghĩ tới công hiệu che giấu trận pháp của vật này lại cường đại như vậy. Hàn Lập nghĩ đôi chút rồi nói. Giải đạo nhân nhìn Hàn Lập một chút, nói, nếu chỉ là những hóa hoang thạch này, tất nhiên không đủ khiến cho Hàn đạo hữu không thể nhận ra. Ánh mắt Hàn Lập chấp lên hỏi, chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác hay sao? Giải đạo nhân không nói gì, tiếp tục dẫn Hàn Lập tiến sâu vào khu rừng cuối cùng hai người tới một khu đất trống trải tương đối rộng. Hàn Lập đi vào xem xét, liền phát hiện khu đất trống là một mảng cháy đen, nguyên bản những bụi cây sinh trưởng trong đó đã bị lửa thiêu thành cho tàn, trên mặt đất lộ ra một thạch đài hình tròn, to cỡ cái mâm. Mặt ngoài thạch đài cũng bị đốt cháy đen, làm cho những phù văn được khắc trên đó cũng trở nên mơ hồ, khó mà phân biệt. Hàn Lập phất tay áo một cái, một luồng gió thổi qua, cuốn sạch lớp cho bụi bám trên thạch đài, thạch đài một lần nữa lại hiện ra nguyên vẹn. Đây là vật gì? Hàn lập dướn người tới nhìn kỹ, lông mày nhíu chặt lại. Hắn thấy trên thạch đài được khắc chín mảnh phù văn giống như những cánh hoa kỳ lạ, những cánh hoa đó hợp lại với nhau giống như một đóa hoa mộng đàm cực lớn, hoa văn trên những cánh hoa đó còn ẩn chứa rất nhiều những phù văn phức tạp, bí ẩn. Nếu ta nhìn không lầm, đây là phù văn mộng ẩn cực kỳ cao thâm, có thể che đậy khí thức ba động của rất nhiều pháp bảo và pháp trận, nếu phối hợp với hóa hoang thạch lúc trước, thì gần như thần thức không thể dò xét được. Giải đạo nhân giải thích, nếu giải đạo hiếu biết nguồn gốc của phù văn này chắc hẳn đã có phương pháp phá giải. đuôi lông mày hàn lập hơi nhíu lại hỏi, nghe hàn lập hỏi vậy, giải đạo nhân từ chối cho ý kiến nói, hàn đạo hiếu mời xem những phù văn ở giữa đóa mộng đàm này. hàn lập đưa mắt nhìn lại vị trí đó, chỉ thấy chỗ đó trống rỗng, cơ bản không có cái gì, lông mày hắn cao lại, nhìn về phía giải đạo nhân tỏ vẻ không hiểu. nơi đó vốn là vị trí nhụy của mộng đàm hoa, không hiểu sao lại bị phá hư hầu như không còn, đã không cách nào nhận ra. Giải đạo nhân chậm rãi nói ra, Hàn Lập nghe vậy, lại cẩn thận quan sát, mới phát hiện đúng là chỗ đó có vết tích bị người phá hư. Nếu ngươi đã nhận ra lai lịch phù văn này, dù cho nó có chỗ hỏng chắc cũng không có gì đáng ngại, chúng ta chỉ cần noi theo phương pháp phá giải cũng được, chẳng lẽ phù văn này còn có gì cổ quái sao? Hàn Lập suy nghĩ một phen, mở miệng nói ra, Hàn Đạo Hữu chắc đã từng nghe đến Đại Mộng Tam Thiên. Sở dĩ phù văn này gọi là mộng ẩn, chính là bởi vì nó có nhiều chủng loại, lại biến hóa khôn lường phù văn ở chỗ trống không này nếu có một chút cải biến thì toàn bộ phương pháp phá trận cũng sẽ khác biệt hoàn toàn, cho dù trong ký ức ta nhận ra nó nhưng cũng không có nghĩa là biết tất cả các phương pháp phá giải, chính là muốn thử từng cách cũng không được. Giải đạo nhân lắc đầu nói, nếu nói như vậy thì cũng chỉ có cách lấy lực phá pháp, đem nó hủy đi triệt để. Hàn lập trầm ngâm một lát rồi nói, cái này, hàn đạo hữu ngươi không ngại thử một lần, ánh mắt giải đạo nhân chấp lên, nói ra, thấy thần sắc gã có chút cổ quái như vậy, trong nội tâm hắn liền biết không đơn giản như vậy nhưng vẫn muốn thử một cái kim quang quanh thân hắn lóe lên trực tiếp biến thành một đầu sơn nhạc cử viên cao hơn 10 trượng. huyền khiếu trên thân hắn sáng lên quang mang trong miệng quát khẽ một tiếng một cánh tay nhấc lên nắm thành một nắm đấm cực lớn đập xuống thạch đài chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn toàn bộ thạch đài chấn động ầm ầm một mảnh kim quang phóng lên hóa thành một luồng lốc xoáy hất ngược ra xung quanh những nơi nó đi qua cát bay đá chạy cây cối đổ rạp Lan rộng mấy trăm trượng mới dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, mộng ẩn phù văn trên thạch đài cũng bỗng nhiên sáng lên một mảnh kim quang, từng đạo kim sắc phù văn tựa như những dây leo men theo thạch đài lan ra bốn phía, giống như như là mạng nhện tiến vào chỗ rừng sâu. Hàn Lập đang hóa thân thành cử viên nên tầm mắt nhìn được cực xa, hắn phát hiện cả tòa thành trì bên ngoài khu rừng đều có đạo đạo kim văn sáng lên, đám phù văn chẳng chịt kia vậy mà bao trùm toàn bộ bí cảnh, nhìn rực rỡ chói mắt, có phần diễm lệ. Căn cứ suy đoán của ta, muốn lấy ngoại lực phá vỡ cấm chế ở đây, ít nhất phải có thực lực kim tiên trở lên. Ngay bản thân ta dùng một kích toàn lực cũng không thể làm được. Giải đạo nhân suy nghĩ một chút nói ra, quang mang trên thân hàn lập lóe lên, thân hình thu nhỏ lại, trở về hình dáng ban đầu nói, nếu có thực lực đó, chỉ sợ cũng không thể làm như thế. Phù văn nơi đây tương liên với toàn bộ không gian bí cảnh này, một khi lấy bạo lực phá hủy nó, chỉ sợ sẽ làm toàn bộ bí cảnh sụp đổ, đến lúc đó không biết sẽ phát sinh tình huống gì nữa, Chúng ta không cách nào biết trước được." Giải đạo nhân gật nhẹ đầu, nói, "Đúng là như thế." Hàn Lập nhíu mày đi vòng quanh thạch đài một vòng, nhìn thấy kim quang trên đó đã tiêu tán, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hai tay hắn bấm pháp quyết, kim quang phía sau nổi lên, chân ngôn bảo luân cũng xuất hiện theo. Ánh mắt hắn khẽ chuyển, con mắt kim sắc cực lớn trên chân ngôn bảo luân cũng chậm rãi chuyển động theo, một đạo kim quang như ngưng thực đánh lên thạch đài. Theo kim quang rơi xuống, cả tòa thạch đài lóe lên quang mang. Vết cháy đen ở mặt ngoài lập tức tiêu tán, trở nên sạch sẽ như mới. Mà trên chỗ trống không kia cũng nổi lên một mảng quang mang lờ mờ, từng tia, từng sợi phù văn cũng dần dần nổi lên, giống như nhụy hoa nhưng dị thường phức tạp. Lúc Hàn Lập Định xem xét tỉ mỹ phù văn, nhưng quang ảnh chỗ trống không đó lại nhanh chóng rung động kịch liệt, trở nên thập phần bất ổn. Nhìn một lát, Hàn Lập cảm thấy một hồi hoa mắt, kinh hãi trong lòng, bất đắc dĩ đành phải thu hồi chân môn bảo luân vào trong cơ thể. Như thế nào, giải đạo nhân hỏi chỗ không gian này thực sự cổ quái, có rất nhiều vật bình thường, mặc dù có ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Mỗi lần ta vận dụng chân thực chi nhãn dò xét đều một phiến mơ hồ, không có tác dụng mấy. Thạch đài này cũng không ngoại lệ. Hàn lập cười khổ một tiếng nói, chân ngôn bảo luân của người không ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ chờ sau khi uy năng của nó khôi phục toàn bộ liền có thể nhìn thấy toàn bộ mộng ẩn phù văn này. Giải đạo nhân nghe vậy, suy nghĩ một lát nói ra. Hàn lập nghe vậy. Trầm ngâm nói, ta trước đây cũng đã nghĩ như ngươi vừa nói. Chỉ có điều như vậy thì cần rất nhiều thời gian, trong khi đó thời gian mở ra bí cảnh Minh Hàn Tiên phủ này lại có hạn, một khi cửa thông ra Bắc Hàn Tiên vực đóng lại, lần mở ra tiếp theo cũng không biết là năm tháng nào. Trước mắt hắn lo lắng nhất chính là làm cách nào để ra khỏi đây, đương nhiên một khi phát hiện cách ly khai, chắc chắn hắn sẽ không ngại ở lại thêm một thời gian, mấy ngày tiến vào đây hắn cũng không biết cuối cùng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ cử linh sẽ không hao phí thời gian đứng đợi hắn đi ra. Lấy thân thể tiên nhân như ngươi, thọ nguyên gần như vô hạn thì sao phải lo lắng vấn đề thời gian. Thiên địa nguyên khí nơi đây nồng đậm, không hề thua kém nơi nào bắc hàn tiên vực, người có thể an tâm bế quan tu luyện, đợi bí cảnh mở ra lần tiếp theo cũng được mà. Giải đạo nhân đột nhiên nói ra, nghe giải đạo nhân nói như vậy, ánh mắt hàn lập chấp lên, rơi vào trầm tư. Trước đó hắn trêu chọc quái vật khổng lồ Bắc Hàn Tiên Cung, Tình cảnh của hắn vốn cũng không tốt cho lắm. Hiện tại lại bị Cử Linh nghi hận, cộng thêm tên Phong Thiên Đô làm hắn dùng mình khi trước, ở tại Bắc Hàn Tiên vực có thể coi như nguy cơ trùng trùng. Nếu vậy, lưu tại trong bí cảnh này ngược lại càng thêm an toàn hơn. Tuy nói như vậy, nhưng một khi Minh Hàn Tiên phủ này đóng lại, rốt cuộc trong này xảy ra chuyện gì cũng không nói trước được. Một khi hoàn cảnh chuyển biến xấu, chỉ sợ tình huống còn tệ hơn so với việc đối đầu với Cử Linh ngoài kia. Hàn Lập suy đi nghĩ lại, vẫn có chút lo lắng nói, điều mà hắn không nói ra chính là nếu hắn bị nhốt trong bí cảnh này mấy chục vạn năm thì dù có thể không xảy ra việc gì với hắn nhưng ngoại giới sợ rằng sẽ thay đổi đến mức long trời lở đất, Kim Đồng hiện đang bị Cử Linh uy hiếp, hỏa phúc khó lường, huống hồ còn nhiều người hắn không thể bỏ rơi. Bất luận như thế nào, bây giờ cũng chẳng có cách nào rời khỏi chỗ này. Đạo Hữu thử khôi phục thần thông của Bảo Luân xem sao, có lẽ không cần quá nhiều thời gian liền đủ thấy rõ mộng ẩn phù văn này. Giải đạo nhân gật nhẹ đầu, nói như thế bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy hàn lập gật nhẹ đầu nói ra thời gian như thoi đưa lại qua mấy ngày trung tâm tòa phế thành đột nhiên xuất hiện một một quảng trường lớn diện tích chừng mấy trăm trượng khu vực hạch tâm được lát bằng các phiến đá màu trắng bên ngoài bị bao trùm bởi bùn đất màu đỏ bùn đất còn khá mới ở trong sen lẫn rất nhiều gạch đá vỡ vụn và những mảnh vỡ cửa sổ rõ ràng là mới xuất hiện xong mà bên trên quảng trường giải rác từng cái khe rãnh cực sâu kết nối với nhau hình thành một tòa pháp trận khổng lồ với các phù văn cực kỳ phức tạp. Pháp trận này tên là Chu Thiên Tụ Tinh Đại Trận, là một ghi chú ở nửa sau bộ đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, nó là pháp trận chính có tác dụng phụ trợ cho việc tu luyện công pháp này, tụ tinh pháp trận khi xưa không thể so sáng được, cho dù là pháp trận cải tiến của Hàn Lập so ra vẫn kém không ít. Tổng cộng Chu Thiên Tụ Tinh Đại Trận có 9981 cái tinh vị, phân bố đều bốn phía pháp trận, nếu trong đó tất cả đều khảm nạm một viên thiên tinh thạch để phụ trợ người tu luyện thì càng nhanh hấp thu tinh thần lực hơn. Hàn Lập đoán chừng, nếu ngay ban đầu hắn sử dụng trận này tu luyện thì thời gian tiến cảnh của đại chu thiên tinh nguyên công ít nhất phải giảm bớt một nửa. Tuy nhiên, cần phải có đủ lượng thiên tinh thạch và thống khổ khi tu luyện ít nhất cũng gia tăng gấp đôi. Chương 458, 500 năm, màn đêm buông xuống, giữa bầu trời đêm hiện ra vô số ngôi sao lấp lánh. Hàn Lập khoanh chân ngồi giữa quảng trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời hai mắt sáng như gương chiếu ra từng tia tinh quang. Phải mất một năm, thời gian đạo văn trên chân ngôn Bảo Luân mới có thể khôi phục thêm một đoàn, chờ quá trình này hoàn tất mất quá nhiều thời gian. Hiện tại, Hàn Lập không tìm được lối thoát nên đành phải chậm rãi chờ. Trong thời gian này, hắn dự định tiếp tục tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, mở ra thêm nhiều huyền khiếu, đồng thời thử đột phá cảnh giới, cố gắng đạt tới cấp độ kim tiên. Hắn đưa tay lên, một chùm tinh quang màu lam từ trong lòng bàn tay bay ra như thiếu nữ tán hoa, hóa thành mấy chục đạo lưu quang bay xuống vị trí của 81 ngôi sao. Những tinh thạch này vừa vào bên trong đại trận, tinh quang lập tức lóe lên, sau đó lan ra thành từng mảnh ánh sao, khiến toàn bộ quảng trường sáng như tuyết. Cùng lúc đó, Hàn Lập phun ra bảy cái vòng tinh hoàn màu lam, chúng quay tít một vòng giữa không chung, rồi phân tán ra, lơ lửng giữa bầu trời đêm. Mặc dù thất diệu tinh hoàn không phải là một bộ phận của pháp trận, nhưng dù sao cũng là pháp bảo tinh thần, đối với việc dẫn tụ lực lượng tinh quang vẫn rất có ích tất nhiên hàn lập sẽ không bỏ qua hắn bắt thủ quyết miệng vang lên từng tràng thanh âm trên đại trận hào quang của ánh sao bừng lên lớn dần rồi từ từ bao phủ toàn bộ quảng trường hai mắt hàn lập nhìn lên bầu trời cao hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và bầu trời đang nhanh chóng gần lại những vì sao mới rồi còn rất nhỏ bé bây giờ mỗi lúc một lớn hơn ánh sáng của chúng cũng trở nên trói mắt hơn nhìn qua mỗi một vì sao như là một mặt trời thu nhỏ cực kỳ chói mắt. Lúc này, nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh hãi khi phát hiện mắt Hàn Lập đã không còn tròng đen, toàn bộ con mắt đều biến thành màu trắng, như chứa ánh sao rực rỡ ở trong đó. Đột nhiên vang lên một tiếng ầm thật lớn, hào quang ánh sao đột nhiên bừng lên, vô số ánh sao trắng trên bầu trời tụ lại, hóa thành hơn trăm cột ánh sáng trắng bắn xuống, trong nháy mắt phủ kín tỏa phế tích. Trong đó, bảy cột sáng xuyên qua thất diệu tinh hoàn càng trở nên sáng rực, như thực chất hơn. Giữa tòa thành, Pháp trận Chu Thiên Tụ Tinh ở quảng trường rung động kịch liệt, tất cả thiên tinh thạch đều tự sáng lên, chiếu ra cột sáng bắn về phía Hàn Lập đang ở giữa. 81 cột ánh sáng sao cùng nhau đánh vào người Hàn Lập, phát ra một hồi âm thanh như chống trận. Hàn Lập nhịn đau rên khẽ một tiếng, cảm thấy xương cốt như muốn vỡ vụn, phát ra thanh âm lốp ba lốp bốp liên tiếp. Bên ngoài cơ thể, 18 huyền khiếu đã ngưng tụ ra lúc trước tỏa hào quang, tiếp theo trên bề mặt chúng lại hiện ra từng vòng xoáy nhỏ hấp dẫn ánh sao chiếu vào. Từng luồng tinh thần lực tràn vào bên trong khiến huyền khiếu của Hàn Lập nổi lên cảm giác sung mãn, như người được ăn no nê nhưng vẫn phải ăn tiếp một bàn đầy thịt cá, mất hết cả vị giác. Mắt hắn hiện lên vẻ thống khổ, cắn chặt răng, cố gắng để mặc cho huyền khiếu tiếp tục thôn về ánh sao. Đúng lúc này, pháp trận bên dưới người hắn đột một sung mạnh, một vòng xoáy trống rỗng không biết từ đâu nổi lên trên pháp trận. Từ đó, một cỗ hấp lực cực mạnh ào ào sinh ra, thu hút toàn bộ ánh sao trên quảng trường hội tụ về phía người Hàn Lập. Trăm cột sáng từ trên bầu trời chiếu xuống bị cỗ lực lượng này lôi kéo, khiến cho chúng bị uốn khúc, trực tiếp chiếu thẳng vào người Hàn Lập. Vừa rồi, Chu Thiên tụ tinh đại trận như được hơn trăm thác nước cùng đổ vào, biến thành biển hồ môi sao minh mông, Hàn Lập thì như đang điều khiển một chiếc thuyền lá nhỏ lênh đênh trên mặt biển, chỉ cần hắn không vội là có thể thuận tiện mà lấy. Thế nhưng bây giờ lại khác, trăm cột thác nước ánh sao đồng thời đổ xuống, tinh thần lực ẩn chứa bên trong so với trong một cột sáng trước kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chúng hình thành một cỗ lực lượng khó có thể chịu đựng được ầm ầm chút xuống người Hàn Lập. Bị sự đè ép của cỗ lực lượng này, thân thể Hàn Lập không tránh được phải cúi dạp về phía trước, cả người hầu như đã nằm sắp xuống. Từng tia ánh sao vô cùng nhỏ bé đâm vào từng lỗ chân lông, khiến máu hắn thấm ướt quần áo. Nhưng ngay tức khắc, chỗ máu dỉ ra này bị ánh sao làm cho bốc hơi. Hàn Lập cắn chặt hàm răng, yết hầu vang ra tiếng rên nhè nhẹ, hai tay hắn đè lên đầu gối. Gân xanh trên cánh tay nổi lên, cố gắng chống thẳng người ngồi lại. Da Hàn Lập bị ánh sao chiếu xuyên suốt, tuy cách một lớp quần áo nhưng mơ hồ có thể thấy mạch máu và xương cốt trên người hắn nổi lên. Đúng lúc này, đột nhiên Hàn Lập vung tay lên, một đạo quang mang bắn ra, nhanh chóng hóa thành một tấm bình phong rất lớn rung lên ù ù, lượn vèo lên, lơ lửng trên đầu hắn. Tấm bình phong có màu tối mờ, bên trên được khảm rất nhiều viên châu màu lam, nhìn qua giống như bầu trời đêm chính là khối bình phong mà trước đó hắn lấy được trong cung điện có chứa phần sau bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Ngay lúc cột sáng sao phóng xuống chạm vào bình phong, tất cả viên châu của bình phong phát ra hào quang óng ánh, một tấm bản đồ tinh không thu nhỏ hiện ra, lóe lên tinh mang rực rỡ. Cùng lúc đó, toàn bộ bình phong trở nên xuyên suốt, cuối cùng hoàn toàn tan ra, biến thành một lớp màn sáng màu đen bao phủ Hàn Lập. Ánh sao rơi vào khiến màn sáng nhấp nhô như mặt biển, Hàn Lập được che chở, áp lực quanh thân giảm bớt không còn đến mức chịu không nổi. Hắn thở ra một hơi, tay bắt pháp quyết, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tập trung toàn bộ vào hấp thu tinh thần lực. Thời gian thấm thoát, năm tháng qua đi, ban đêm, Hàn Lập dẫn động ánh sao từ tinh không vào cơ thể, ban ngày thì dùng thiên tinh thạch để tu luyện, tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công liên tục, ngày qua ngày, chưa từng gián đoạn. Trong mấy năm đầu, mỗi một năm, Hàn Lập lại khôi phục được một đoàn thời gian đạo văn, sau đó tạm ngừng tu luyện, đi đến khu rừng thử phá giải phù văn mộng ẩn trên thạch đài, kết quả đều không thu được gì. Sau đó, trong lòng hắn biết rõ Minh Hàn Tiên Phủ bên ngoài đã sớm đóng lại nhưng trong bí cảnh nhỏ này lại không phát sinh biến cố gì nên cũng yên tâm, toàn lực tu luyện, không bao lâu sau đã ngưng luyện ra huyền khiếu thứ 19. Sau khi tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, mặc dù chưa đến mức gọi là thuận buồm xuôi gió nhưng cũng không xảy ra vấn đề gì quá khó khăn. Hàn Lập đắm chìm trong đó, dần không để ý đến thời gian. Thấm thoát đã qua 500 năm, vào một đêm hơn trăm cột sáng sao từ chân trời chiếu xuống tản ra hào quang sáng như tuyết khiến tòa thành phế tích sáng như ban ngày hàn lập khoanh chân ngồi giữa quảng trường được cột sáng màu trắng bao phủ người hắn vô cùng trong suốt nhìn như ngọc thạch được chạm trổ không chút tỉ vết mái tóc dài vốn đen nhánh sau lưng hắn cũng biến thành màu bạc sáng lóng lánh chỗ vị trí sau lưng ngang eo ngưng tụ ra từng tia ánh sao màu xanh ra trời bắt mắt một huyền khiếu mới vừa mới được mở ra hiện giờ toàn bộ 36 huyền khiếu đã được ngưng ra, rốt cuộc đại chu thiên tinh nguyên công luyện đến đại thành. Tang, một tiếng nhỏ vang lên, bình phong màu đen vẫn luôn bao phủ trên đầu hàn lập với tác dụng tiết giảm lực lượng của cột sáng sao đột nhiên vỡ vụn. Trụ sáng sao cũng từ từ phân tán, cuối cùng hóa thành một tầng khói mỏng tan đi. Tòa thành phế tích tối sầm lại, khôi phục trạng thái ban đầu. Hàn lập từ từ mở hai mắt đứng dậy, khắp người bao phủ chân cực chi mô tỏa ra ánh sáng lung linh ngày càng chân thực. Hắn siết nhẹ nắm đấm, tay nghe thấy một tràng âm thanh rất nhỏ, lòng bàn tay ngưng tụ ra ánh sáng óng ánh như ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị. Hắn biết, đây là huyền khiếu vừa thành khiến cho tinh thần lực bên trong cơ thể chưa ổn định, không lâu sau sẽ bình thường trở lại. Lúc trước phán đoán tu luyện này sẽ tốn không ít thời gian nhưng không ngờ lại lâu như vậy. Hàn Lập thở dài, lẩm bẩm tự nhủ, dứt lời, lông mày hắn hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm phía xa. Đột nhiên, hắn lùi ra sau một bước, đưa quyền đánh lên trời một kích Âm, âm, âm thanh chấn động vang lên, một luồng cương khí cực mạnh gào thét bắn ra, ngưng tụ thành một luồng cương phong màu trắng phóng lên trời lấy mắt thường có thể nhìn thấy. Hư không truyền đến từng trận nổ vang, màn đêm như bị cố kình khí này đánh cho vỡ nát. Hư không như bị một quyền kia đánh thủng một vùng trống khiến không khí xung quanh rít lên, lao vào lấp chỗ trống. Luồng cương phong màu trắng kia bay được mấy trăm trượng thì uy lực mới yếu dần, cuối cùng từ từ tiêu tán. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn hư không chấn động không ngừng, mắt hiện lên vẻ hài lòng chậm rãi thu tay lại một kích vừa rồi hắn chưa dùng toàn lực nhưng xem qua uy lực khí kình thì đã không thua một kích sóc toàn lựa khi mới tu được nửa bộ đại chu thiên tinh nguyên công theo hắn tính toán nếu lúc này sử dụng toàn lực đánh thạch đài kia có lẽ không cần đến cấp độ kim tiên cũng có thể đánh tan nó có điều nếu làm vậy thì cả bí cảnh nhỏ này cũng sẽ sụp đổ theo hàn lập thu pháp quyết lại ánh sáng xanh trên người tiêu tán và chân cực chi mô cũng biến mất theo hiện nay Tu vi cảnh giới của hắn đã đến chân tiên đỉnh phong, khoảng cách thân thể đến kim tiên chỉ còn sót lại vấn đề tiên khiếu thứ 36 chưa được đả thông. Đã tu luyện ra 36 huyền khiếu, muốn ngưng ra tiên khiếu cuối cùng để thành kim tiên tất nhiên cũng không việc gì khó. Nhưng mà, điều duy nhất khiến hắn có chút lo lắng là khiếu suy, tai ương cuối cùng của Tam suy. Kiếp nạn này có muốn cũng không thể tránh, là con dốc hắn phải trèo qua nếu muốn đạt được cấp độ kim tiên tuy nói tu luyện huyền khiếu và nắm giữ lực lượng pháp tác có ích lợi đối với vấn đề này nhưng dù sao cũng chưa tận mắt nhìn thấy mình cũng không có kinh nghiệm gì tâm hắn ít nhiều cũng có chút không yên hàn lập hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn vầng trăng tối nay hắn không định tiếp tục tu luyện thân hình nhún nhẹ cả người đột nhiên bay lên trước mắt người đã ở trên nóc nhà cao bằng nửa tòa tháp hắn tiếp tục nhìn mặt trăng trên cao đôi mắt hiện ra một chút suy tư sau đó chậm rãi nằm xuống cạnh mép nóc nhà nhắm mắt nghỉ ngơi Chương 459: Để tam suy. Ba ngày sau, lúc mặt trời lên cao, lần nữa thân ảnh Hàn Lập lại xuất hiện trên quảng trường. Lúc này hai con người hắn ẩn hiện thần quang, thanh tịnh dị thường, dù là tiên linh lực trong đan điền hay thần thức trong thức hải đều ở trạng thái đỉnh phong. Hắn đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, sau đó nhấc tay lên, một luồng kim sắc lôi quang dưới tay áo phóng ra, ngay lập tức thân hình giải đạo nhân xuất hiện cách đó không xa. Giải đạo nhân nhìn đánh giá Hàn Lập một lát, trên mặt hiện ra một chút vui vẻ hời hợt nói thần thái hàn đạo hữu trầm tĩnh tu vi xem ra lại tinh tiến thật đáng mừng đúng vậy có tiến bộ một chút ở chỗ này nhoáng cái đã mấy trăm năm rồi cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào hôm nay ta định lần nữa thử đột phá cảnh giới kim tiên để xem có cơ hội rời khỏi chỗ này hay không chỗ không gian này tuy rằng bị phong bế nhưng lúc phá cảnh cũng khó tránh khỏi những nguy hiểm do vậy làm phiền giải đạo hữu hộ pháp giúp ta hàn lập vừa cười vừa nói ngươi cứ yên tâm phá cảnh giải đạo nhân gật đầu nói vừa dứt lời kim sắc kim quang quanh thân gã sáng ngời thân hình nhoáng một cái liền dung nhập vào hư không biết mất không thấy đâu nữa hàn lập thấy thế thân sắc có chút buông lỏng khoanh chân ngồi xuống chỉ thấy hắn lật cổ tay một cái một đoàn thanh quang rơi ra trước mặt xuất hiện ba bốn bình bạch ngọc và một hộp ngọc tinh xảo trước người bàn tay hắn khe vẫy một cái một cái bình ngọc trong đó tự động bay tới một viên đan màu vàng nhạt To cỡ hạt nhãn từ trong đó bay ra rơi vào lòng bàn tay hắn. Đan dược này chính là loại mà trước đây hắn luyện chế ra, có tác dụng giúp tu sĩ chân tiên hậu kỳ tăng tiến tu vi, tên Vạn Luân Đan. Hàn Lập cầm lên bỏ vào miệng phục dụng, đan dược vừa nuốt xuống bụng, ngay lập tức bị hòa tan, dược lực hóa thành một cỗ năng lượng chui vào trùng kích toàn bộ kỳ kinh bát mạch trên cơ thể, chỉ có điều so với lần phục dụng đầu tiên thì lần này mức độ trùng kích của cỗ năng lượng này ôn hòa hơn đáng kể. Cũng bởi loại đan dược này hắn đã phục dụng rất nhiều trước đó trong cơ thể hắn phần nào đã quen thuộc với dược lực này sức chịu đựng tự nhiên tăng lên mặt khác bởi vì hắn đã tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công đến cảnh giới đại thành do vậy thân thể hắn mạnh mẽ hơn không ít huyết nhục gân cốt đều đã được cường hóa đến một trình độ nhất định thân thể trước đây khó mà so sánh được lông mày hàn lập nhăn lại một chút ngón tay điểm liên tiếp lại có hai khỏa vạn luân đan bay ra một hơi bị hắn nuốt vào trong bụng ngay sau đó hắn nhắm mắt lại hai tay bấm quyết yên lặng tu luyện từng thanh âm ngâm tụng khẩu quyết vang lên, một tầng kim quang nhu hòa nổi lên bên ngoài thân, bao bọc toàn thân hắn lại. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, bất chi bất giác lại qua hơn 10 năm. Lại nói tiếp, cho dù lúc trước Hàn Lập khổ tu đại chu thiên tinh nguyên công 500 năm hay là thêm 10 năm vừa rồi, mặc dù thời gian có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì cái phế thành này vẫn một mực bảo trì bộ dáng lúc trước, so với lúc Hàn Lập mới tiến vào thì không khác bao nhiêu. Tuy rằng ngày ngày nhật nguyệt đều đặn mọc ở phương Đông, lặn về phía tây, gió thổi mây trôi, thế nhưng lại không có bốn mùa luân chuyển, cỏ cây khô héo, những đám rêu phong mọc tùy tiện trong thành cũng bảo trì màu sắc xanh sẫm, cô liêu tịch mịch. Chỗ biên giới thành trì, giải đạo nhân mặc một bộ hoàng bào, đứng trên mái hiên tòa đình viện ba tầng dựng bằng trúc xanh, quần áo trên người bị gió thổi tung bay phần phật, thủy chung ánh mắt gã vẫn nhìn về phía trong thành, tựa như một pho tượng vậy. Cuối cùng đã tới, lúc này, bỗng nhiên gã mở miệng, chậm rãi nói ra. Oanh, lời vừa dứt, từ trung tâm tòa thành truyền đến một tiếng vang thật lớn, cả tòa phế thành đều ầm ầm chấn động theo. Chỉ thấy một đạo cột sáng kim sắc phóng lên trời, bay thẳng lên chín tầng mây. Không trung quảng trường, tầng tầng mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, tựa như ngàn vạn con ngựa đang lao tới, khí thế cuồn cuộn nổi lên. Không bao lâu, những đám mây này liền hóa thành một vòng xoáy đường kính khoảng vài chục trượng, cuồn cuộn không ngừng, chính giữa có điện quang không ngừng chớp lóe, trung tâm vòng xoáy phát ra những tiếng gào rú nặng nề giống như ở đó đang giam giữ những loại dị thú cuồng bạo. Hàn lập ngồi ngay ngắn trong kim sắc cột sáng, quần áo đã bị vỡ vụn từ lúc nào, cơ bắp cuồn cuộn đang được bao phủ một tầng kim quang, tóc xanh bay đầy trời, thoạt nhìn giống như một pho kim cang hộ pháp của Phật Môn. 35 tiên khiếu đã đả thông lúc trước, lúc này tất cả đều nở rộ quang mang rực rỡ, tiên khiếu thứ 36 trước ngực cũng đang ngưng tụ một đạo vòng xoáy kim sắc, chỉ cách một đường nhỏ là triệt để đả thông. Uống, đúng lúc này, hai mắt hàn lập đang khép chặt thình lình mở ra, trong miệng phát ra một tiếng hét sung trời. Kim quang chỗ tiên khiếu thứ 36 đại thịnh, vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, bằng mắt thường có thể thấy từng sợi nguyên khí của thiên địa chung quanh đang điên cuồng lao tới hướng tiên khiếu đó. Vù vù, tiếng thiên địa nguyên khí rót vào tựa như tiếng gió rít vù vù, để củng cố tiên khiếu tựa như đại dương minh mông đó, thiên địa nguyên khí bốn phương tám hướng bị rút vào trong đó không ngừng, dường như không thể lấp đầy. Thần sắc hàn lập ngưng trọng, không một chút buông lỏng, Hai tay bắt quyết không ngừng, một bên dẫn dắt phương hướng linh khí, một bên khống chế cẩn thận tốc độ thu nạp của tiên khiếu, phòng ngừa trường hợp căn cơ chưa ổn định mà không chống đỡ được. Ước chừng một canh giờ sau, tốc độ thiên địa linh khí rót vào từ từ chậm lại, quang mang trên tiên khiếu đó càng ngày càng thịnh, hơn nữa dần dần ổn định lại. Lúc này đầu Hàn Lập đầy mồ hôi, thế nhưng tay vẫn không ngừng bấm niệm pháp quyết, cẩn thận từng chút một, phòng ngừa biến cố bất ngờ xuất hiện ngoài ý muốn. Trong lúc đó, giữa không trung cao truyền đến một tiếng nổ mạnh âm âm. Lôi điện do mây đen dồn nén bấy lâu bùng phát, một cột sét màu đen đâm thủng tầng mây giáng xuống đầu Hàn Lập. Trong nội tâm Hàn Lập cảnh báo, hắn nhấc một tay lên, một nắm đấm được bao bọc bởi một vòng tinh quang mạnh mẽ đánh về phía không trung. Phanh, phanh 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 phanh, bảy quyền liên tiếp, bảy cái tinh quang quyền ảnh to cỡ mấy trượng nhanh như thiểm điện bay lên không trung, từ trong tách ra từng vòng tinh huy kết nối bảy đạo quyền ảnh cùng một chỗ, ngưng tụ thành một mảnh ngân sắc tinh quang rực rỡ. Đạo lôi trụ màu đen kia hạ thẳng tắp xuống, trực tiếp đập vào phía trên ngân sắc tinh quang, phát ra một tiếng nổ mạnh rung trời. Ngân sắc tinh quang lập tức chấn động kịch liệt, vô số ngôi sao nứt vỡ ra, toàn bộ ngân quang đều tan dã theo, đặc biệt khu vực trực tiếp hứng lôi trụ thì bị đánh thành một cái động khẩu lớn. Cùng lúc đó, vòng xoáy mây đen trên không trung truyền đến tiếng nổ càng mạnh, giống như là bị khiêu kích, chọc giận, một hắc sắc lôi trụ thô to gấp đôi cái trước xé rách tầng mây dáng thẳng xuống. Giải đạo nhân đứng phía xa thấy vậy, trong mắt lóe lên kim sắc lôi điện thân hình lóe lên rồi biến mất nháy mắt sau thân ảnh của gã liền xuất hiện ngay giữa hàn lập và lôi trụ kia kim sắc điện quang lượn lờ quanh thân chợt nâng một tay lên đánh về phía lôi trụ đang giáng xuống chỉ thấy trên cánh tay gã bỗng nhiên hiện ra một tầng kim sắc điện quang cả bàn tay bỗng nhiên hóa thành một càng cua kim sắc to lớn kẹp mạnh về phía hắc sắc lôi trụ giặc giặc một tiếng sét đánh kinh người vang lên kim sắc điện quang phóng ra hắc sắc lôi trụ nứt toác ra làm hai nửa Chỗ nứt gãy trực tiếp hóa thành một cái lồng lôi điện, bao phủ toàn bộ giải đạo nhân vào bên trong. Không tốt, giải đạo nhân bị bao bọc bởi lôi mang, trong miệng truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, lần nữa phất tay chộp về phía lồng lôi điện đó. Nhưng mà, không kịp mất rồi, chỉ thấy bên ngoài lồng giam, bốn phía nổi lên ô quang, từng sợi hắc sắc lôi điện to như cánh tay phóng ra, hư không quanh đó chấn động ầm ầm. Nói thì dài dòng nhưng diễn ra rất nhanh, trong đó có một sợi hắc sắc lôi điện mạnh mẽ đập lên lưng Hàn Lập ầm 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 một luồng hắc sắc tia lửa phóng tới lập tức sau lưng hàn lập bị cháy đen một mảng lông mày hắn lập tức nhíu lại một cái vội vàng nhìn vào trước ngực mình chỉ thấy chỗ tiên khiếu khó khăn lắm hắn mới đã thông hiện ra đoàn hắc sắc quang mang rất mạnh sau đó giống như mạng nhện lan tràn ra nhuộm hơn phân nửa khiếu huyệt thành một màu đen nhánh nội tâm hàn lập dùng mình đồng tử co rụt lại mặc dù hắn chưa từng trải qua nhưng một màn trước mắt này rõ ràng là một trong ba suy khiếu suy vậy mà đến rồi mặc dù hàn lập đã sớm đoán trước nhưng khi sự tình phát sinh chính thức hắn vẫn cảm thấy thất thần một chút từ xưa đến nay có vô số tu sĩ kinh tài tuyệt diễm một đường tu tiên kinh qua biết bao sóng gió vượt mọi trông gai tăng thêm nhiều loại cơ duyên tạo hóa rút cuộc mới từng bước một đột phá bình cảnh nghịch thiên mà đi độ kiếp thành tiên sau đó lại trải qua vô tận năm tháng ma luyện từ trong vạn tiên đạp bước mà lên trải qua biết bao hung hiểm mới tu luyện đến chân tiên đỉnh phong ngay tại thời khắc đột phá thành kim tiên thành tựu vạn tiên chúng mục này thì khiếu suy phủ xuống. Thành tựu khắc khổ tu luyện bấy lâu nay, tại thời khắc này, có khả năng tan thành mây khói. Nghe đồn rằng, khiếu suy không thể so sánh với hai suy trước, một khi đã tới thì khí thế vô cùng nhanh chóng, tựa như lửa lan đồng cỏ, chỉ cần một khiếu huyệt bị suy, ngay sau đó sẽ lan tràn ra, rất nhanh xâm nhiễm hơn 30 tiên khiếu mà tu sĩ chân tiên vất vả khổ cực tạo ra, dẫn đến toàn bộ mục nát. Một khi tất cả tiên khiếu hư, ngay sau đó chân tiên sẽ gặp thể suy rồi đến tiên suy một thân tiên linh lực đều tản đi tất cả những cố gắng tu hành trước đây đều thành phí công cuối cùng triệt để biến thành phế nhân cơ hội ngày sau lại tiếp tục tu luyện cũng không có toàn bộ tâm thần hàn lập đều tập trung vào chỗ khiếu huyệt kia nội tâm không khỏi có chút lo lắng sợ rằng một tiên khiếu nào đó trên người bị xâm nhiễm thì nó sẽ bị suy theo đây là một loại cảm thụ hết sức kỳ lạ nếu bản thân không trực tiếp cảm thụ thì sẽ không cách nào cảm thụ nó sâu sắc được giống như bản thân vất vả khổ cực bồi dưỡng ra một đóa hoa sen, nhưng vào thời điểm hoa sen khai nở lại bị người ta đổ xuống một loại độc dược, toàn bộ từ gốc đến ngọn, thậm chí cả những cánh hoa và đài sen vừa mới khai nở kia cũng bị mục nát. Ngay lúc hắn định vận dụng lực lượng thời gian pháp tắc để đối phó thì lại phát hiện sự tình có chút không đúng. Cái khiếu huyệt bị nhuộm đen một nửa kia rõ ràng nãy giờ vẫn bảo trì tình trạng nửa trắng nửa đen, cũng không lan nhanh như lửa như trong biển tịch miêu tả. Đây là có chuyện gì? chương 460, lôi trì tẩy anh, tại sao lại không giống với lời đồn, Hàn Lập thấy vậy, trong lòng căng thẳng, không biết nên mừng hay lo. Nhưng mà sau khi quan sát cẩn thận, hắn mới phát hiện hắc ti ngay chỗ khiếu huyệt kia có từng điểm bạch quang xuyên suốt, tựa như một chiếc ô tỏa vầng sáng trắng, ngăn trở những hắc ti kia ra bên ngoài. Cái này là, tinh thần chi lực, trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, thì thào. Thì ra vị trí tiên khiếu này lại trùng vị trí với một trong 36 huyền khiếu mà hắn tu luyện ra lúc trước, hắn lại không nghĩ đến tinh thần chi lực ẩn chứa trong huyền khiếu lại có hiệu quả kỳ diệu chống cự khiếu suy vừa thấy thế ngược lại hắn cảm thấy an tâm hơn một chút cũng không vội vận dụng thủ đoạn ngăn trở khiếu suy mà trong đầu lại hiện lên một ý tưởng tiếp tục quan sát quá trình biến hóa khiếu suy một màn này nếu để tu sĩ chân tiên cảnh bình thường nhìn thấy chỉ sợ bị tức đến sặc khí nào có người lại nhẹ nhàng thoải mái đối phó khiếu suy chi tiết như vậy lúc này hắc ti khiếu suy và tinh thần chi lực trong huyền khiếu giống như hai chiến sĩ chiến đấu với nhau người trước chiếm cứ thiên thời người sau lại chiếm địa lợi rằng qua tại đó thoạt nhìn tựa hồ thế lực ngang nhau nhưng hàn lập lại phát hiện bên trong cuộc chiến hắc ti khiếu suy lại chiếm chút ưu thế đây cũng không phải do lực lượng của nó thật sự mạnh hơn tinh thần chi lực mà bởi vì cho dù là huyền khiếu cũng thuộc về phạm vi khiếu huyệt huyền khiếu có năng lực nhất định làm cho tiên khiếu tăng cường năng lực kháng cự khiếu suy chi lực làm quá trình khiếu suy trở nên thập phần chậm chạp, nhưng không cách nào ngăn cản khiếu suy phát sinh. Nói cách khác, tinh thần chi lực trong huyền khiếu có thể giúp tu sĩ tranh thủ một đoạn thời gian quý giá chống cự đệ tam suy, nhưng nếu tu sĩ vẫn không tìm được phương pháp phá giải, cuối cùng khó thoát khỏi vận mệnh khiếu suy. Hàn Lập nhìn một lát, cảm thấy có chút vô vị, hai tay bấm pháp quyết mãnh liệt, kim sắc quang mang sau lưng đột nhiên sáng rõ, chân ngôn bảo luân gào thét phóng ra, bay lên lơ lửng trước người hắn chỉ thấy 360 đoàn thời gian đạo văn trên bảo luân đồng thời sáng lên hào quang hơi mờ, từ đó truyền ra từng trận chấn động thời gian pháp tắc mãnh liệt, trên nhãn cầu màu vàng lơ lửng ở trung tâm liền có một đạo kim sắc quang mang phóng ra, rơi ở trên chỗ tiên khiếu kia. Kim quang rơi xuống, lập tức hóa thành một tia sáng màu vàng lấy mắt thường có thể thấy được, lại dây dưa với hắc ti trong tiên khiếu, hút kéo những hắc ti này ra bên ngoài giống như nhổ củ cải trắng ra khỏi mặt đất. Lực lượng hai bên vừa mới tiếp xúc, lập tức Hàn Lập cảm thấy làn da ngay chỗ đó phẳng phất như bị người lôi kéo, cũng không giống với dùng dao cắt lấy, mà là cứng rắn xé rách ra, làm hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Một cảm giác đau đớn khó nói nên lời từ chỗ tiên khiếu đó truyền đến bên trong thức hải của hắn. Hai tay Hàn Lập vội vàng bấm pháp quyết, một ngón tay chỉ về phía trước, bảo luân màu vàng lập tức chuyển động liên tục, hào quang trên thời gian đạo văn càng trở nên sáng ngời, mà chân thực chi nhãn lơ lửng ở chính giữa phóng thích ra hào quang, bỗng nhiên có một đạo tinh ti màu vàng bắn ra. Đạo tinh ti màu vàng này không phải vật gì khác, chính là đạo thời gian pháp tắc chi tơ mà hắn tốn trăm cây nghìn đắng mới ngưng tụ ra, ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực vô cùng tinh thuần. Đạo tơ kia bay thẳng tắp đến như một mũi tên, lóe lên bắn vào bên trong chỗ tiên khiếu kia của Hàn Lập. Đạo tơ vàng vừa vào khiếu, lập tức nhộn nhạo lên một tầng vầng sáng màu vàng, bao trọn cái khiếu huyệt này vào trong. Hắc ti trong tiên khiếu vừa mới tiếp xúc với vầng sáng do sợi tơ pháp tắc chi lực hình thành, liền lập tức tiêu tán ra như băng tuyết gặp phải mặt trời, rất nhanh bị gột rửa sạch sẽ. Quá trình này nhìn như dài dằng dặc, nhưng thực tế chỉ trong khoảnh khắc. Hắc Ti dừng lại, sau đó triệt để bị tiêu diệt, thiên địa linh khí chung quanh lại lần nữa tuôn trào đến, lần nữa quán trú vào bên trong tiên khiếu. Khiếu suy chi kiếp làm cho tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ nghe mà biến sắc, nhưng dưới thời gian pháp tắc chi tơ, là một trong tam đại pháp tắc lại vô thanh vô tức hóa vô hình như vậy. Điều này làm cho nội tâm Hàn Lập thở dài một hơi, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Ước chừng sau nửa khắc chuông, rút cuộc tiên khiếu thứ 36 được đả thông. Một tiếng ầm ầm từ trong cơ thể Hàn Lập truyền ra, 36 tiên khiếu bên ngoài thân đồng thời sáng ngời, một đạo kim quang chói mắt từ quanh thân phóng lên trời, trực tiếp đâm xuyên vào tầng mây đen kia. Cái này, đây là có chuyện gì? Khiếu suy chi kiếp lại vượt qua nhanh như vậy, thân thể huyền tiên này và thời gian pháp tắc lại phối hợp với nhau, thật không ngờ. Hư không cách đó không xa, Giải đạo nhân thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thì thào lẩm bẩm. Bất quá đã giải trừ nguy cơ, thân hình gã liền lóe lên, lại trở về lầu các thanh trúc chỗ biên giới phế thành. Ầm ầm, trên không trung, tiếng sấm không ngừng vang lên, mây đen đầy trời dần dần tiêu tán, lộ ra bên trong cũng không phải tinh không sáng rỡ, mà là một tòa lôi trì màu vàng rộng trăm trượng, bên trong lôi điện ngưng tụ thành trạng thái dịch, phản xạ sóng ánh sáng lăn tan. Hàn Lập ngửa đầu nhìn thoáng qua, đưa tay chảo về phía trước, hộp ngọc tinh xảo một mực đặt ở trước người lập tức bay vào trong tay hắn. Tay hắn vung lên, gỡ vài đạo phù lục phong ấn bên ngoài hộp ngọc ra, bã một tiếng, nắp hộp mở ra. Sau khi nắp hộp mở ra, một mùi dược hương kỳ dị từ đó phát ra, trong hộp lộ ra một quả đan dược màu vàng to bằng quả long nhãn, chính là quả kim hồn đan mà hắn dùng nguyên anh kim tiên làm chủ tài luyện chế thành. Hàn lập dùng hai ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vân về viên đan dược, đưa đến trước mắt quan sát một chút, sau đó ngửa đầu phục dụng nó đan dược theo ít hầu chậm rãi trôi xuống, ngay chỗ ngực và bụng hắn lập tức sáng lên một đoàn kim quang nhu hòa, ánh lên cả khuôn mặt hắn phảng phất như thoa lên một tầng sơn vàng. Một cỗ năng lượng kỳ dị từ chỗ ngực và bụng hắn sinh ra, nhưng lại không đi xuống đan điền mà sông thẳng lên, thoáng cái tràn vào thức hải, dung hợp cùng với thần hồn của hắn. Hàn lập cảm thấy tâm thần đau đớn một hồi, tiếp theo toàn thân đều trở nên vô cùng thanh tịnh. Trong tích tắc ngũ giác của hắn đột nhiên tăng lên tới một loại cảnh giới linh hoạt kỳ ảo thế giới trước mắt vẫn là thế giới trước kia, nhưng tựa hồ đã không phải là thế giới cũ nữa. Hai mắt hắn có thể thấy dấu vết linh lục lưu động trong hư không, hai tai có thể nghe thanh âm hạt bụi va chạm trong không khí, lỗ chân lông phẳng phát triệt để mở ra, có thể cảm nhận được chấn động mỗi khi đám gió bay nhẹ qua. Thậm chí không cần vận dụng thần thức dò xét hắn vẫn có thể phát giác được mỗi một tia biến hóa phát sinh trong mỗi góc nhỏ bí cảnh này, cũng lắng nghe được một tia chuyển động yếu ớt hạch tâm trong cơ thể giải đạo nhân. Đúng lúc này, Lỗ tai của hắn bỗng nhiên động đậy thoáng một chút, tựa hồ đã nghe được thanh âm đặc biệt gì đó ở thạch đài dường như muốn bỏ đi trong lâm viên kia, chỗ đó tựa hồ có đồ vật gì đó. Ngay lúc Hàn Lập muốn thám thính thêm một chút thì cảnh giới ngắn ngủi này lại biến mất, ngũ giác hắn lại lần nữa khôi phục bình thường, mà thần hồn của hắn lại càng thêm ngưng thực. Tâm thần Hàn Lập lập tức thu lại, không phân tâm nữa, hắn biết rõ thành tựu Kim Tiên phía trước còn một đạo quan ải cuối cùng nữa. Hắn hít sâu một hơi, tay vỗ lên đỉnh đầu thiên linh cái bỗng nhiên hiện ra một tiểu nhân bao phủ trong kim quang lớn vài tấc, kim quang quanh thân ngưng thực, diện mạo giống hàn lập như đúc, đương nhiên chính là nguyên anh của hắn. Sau khi nguyên anh ly thể, nó lượn quanh nhục thân một vòng rồi phóng lên trời, đâm vào trong tòa lôi trì màu vàng kia. Sở dĩ nguyên anh kim tiên rất khó giết chết, khác biệt một trời một vực với cảnh giới chân tiên cảnh, nguyên nhân chính là chân tiên bước vào kim tiên, bầu trời sẽ có cửu thiên lôi trì xuất hiện. Chỉ cần nguyên anh chân tiên ở trong lôi trì, chịu đựng được lôi trì kim dịch tẩy lễ, phẩm chất liền phát sinh tăng vọt về chất. Chỉ thấy Nguyên Anh Hàn Lập vừa vào trong lôi trì, cả lôi trì liền sôi trào lên, giống như nhỏ nước vào chảo dầu làm nó văng tung tóe. Lôi trì kim dịch tinh thuần kích động lên, như kinh đào hải lãng phóng đến tiểu nhân Nguyên Anh Hàn Lập. Hai tay Nguyên Anh bấm một cái pháp quyết, khoanh chân ngồi xuống trên bề mặt lôi trì. Thân ảnh nó theo mặt nước kim dịch nhấp nhô bất định, thân hình lại không nhúc nhích tí nào, tùy ý để điện mang màu vàng không ngừng đánh lên trên người mình ầm ầm từng sợi tia điện màu vàng dày đặc như một kiện xiêm y tơ vàng mang trên người kim sắc tiểu nhân va chạm với kim quang trên thân nguyên anh lóe ra tia sáng chói mắt bản thể hàn lập khoanh chân ngồi bảo trì nguyên bản tư thái như trước hai mắt nhắm chặt lông mày khẩn trương khuôn mặt lộ vẻ thống khổ giờ phút này bên trong thức hải hắn đồng dạng cũng là một trận mưa to gió lớn sóng to khủng bố từng đạo tia chớp màu vàng làm cho người thấy đẹp mắt chấp động hỗn loạn hầu như lấp đầy toàn bộ thức hải hắn mỗi một lần nổ vang lại giống như trực tiếp bổ vào thần hồn của hắn mỗi một lần điện mang đập nện vào nguyên anh trong lôi trì hắn đều cảm giác rõ ràng loại đau đớn thần hồn này thậm chí còn khó chịu đựng hơn so với lột da nghiền cốt đối với việc luyện anh trong lôi trì hàn lập biết cũng không nhiều vốn còn tính sau khi chấm dứt hành trình tiên phủ này hảo hảo tìm hô môn đạo nhân lĩnh giáo một phen kết quả lại đần độn u mê bị nhốt ở nơi này hiện tại liền phá cảnh trên thực tế đối với tu sĩ chân tiên đã thông 36 tiên khiếu, bất quá là một chân bước vào cánh cửa kim tiên mà thôi, chân còn lại vượt qua hay không, phải nhìn xem kết quả luyện anh trong lôi trì như thế nào. Việc luyện anh, vừa nhìn thiên ý, lại vừa dựa vào bản thân. Một khi nguyên anh tiến vào lôi trì, chẳng khác nào tiến nhập một tòa lao tù lôi đình. Lôi đình mở ra toàn bộ dựa vào thiên ý, có người thời gian ngắn thì nửa ngày sẽ chấm dứt, mà thời gian dài thì đến mấy ngày. Mà thường thời gian rèn luyện càng dài, phẩm chất nguyên anh tăng lên lại càng lớn, nhưng đồng thời, khả năng Nguyên Anh chịu đựng không được sụp đổ lại càng lớn. Người với người vốn tồn tại khác biệt, có người thần hồn yếu ớt, Nguyên Anh không vững chắc, tùy tiện tiến vào lôi trì, không khác tự tìm đường chết, căn bản không thể sống qua cửu thiên lôi đình trong lôi trì kim dịch tuần túy nhất, cuối cùng sẽ rơi vào kết quả anh hủy nhân vong. Hàn lập không giống vậy, Nguyên Anh của hắn mạnh hơn không ít so với chân tiên bình thường, lại tu luyện luyện thần thuật đến tầng thứ tư, tuy còn chưa hoàn toàn tu thành, nhưng thần hồn còn muốn vững chắc hơn so với rất nhiều kim tiên, thêm nữa lại phục dụng kim hồn đan, cho nên ứng phó luyện anh trong lôi trì, ưu thế càng thêm rõ ràng. Chẳng qua không biết hắn luyện lần này, lôi trì sẽ kéo dài trong bao lâu. Giải đạo nhân đứng từ xa nhìn một màn này, ánh mắt trống rỗng, thân sắc bình tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. chương 461, Pháp tắc trị áo. Suốt thời gian Nguyên Anh ở trong lôi trì, Hàn Lập cảm thấy mỗi một khắc trôi qua đều cực kỳ thống khổ, 7 ngày trôi qua lại cảm giác như qua 70 năm vậy. Vào một đêm, giữa không trung truyền đến một tiếng sét một đạo kim sắc lôi quang tựa như dãi ngân hà cắt ngang chân trời làm cả màn đêm rực sáng như ban ngày sau khi tiếng sét qua đi điện quang cũng dần thu lại hồ lôi trì màu vàng cũng tan dần theo biến mất hoàn toàn trên vòng trời một nguyên anh bé nhỏ cao khoảng ba bốn tấc từ trên không trung chậm rãi hạ xuống ngũ quan bình thường nét mặt tươi cười toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang trói mắt nhìn từ xa như một mặt trời màu vàng nho nhỏ. nhỏ chỉ thấy nó chậm rãi hạ trên đỉnh đầu của hàn lập nhìn quanh một chút lại duỗi lưng một cái rồi mới tiến nhập vào đầu hắn hàn lập vẫn đang khoanh chân nhắm mắt lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra hai đạo kim quang giống như thực chất từ trong mắt bắn ra xa đến ba thước thoạt nhìn hơi có chút cổ quái buồn cười bất quá tình huống cũng không kéo dài lâu mí mắt hắn chấp vài cái kim quang kia dần dần thu liếm cuối cùng chui lại hết vào đáy mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa nhưng mà tinh quang trong mắt hắn lại càng thêm ngưng thực rõ ràng tâm hắn vừa động, quanh thân tỏa ra kim quang, chân ngôn bảo luân hiện ra sau lưng, lóe lên bay đến trước người, treo lơ lửng giữa không trung, quay tròn không thôi. Chỉ thấy phía trên ánh sáng rung động, thời gian đạo văn lập lòe bất định, 360 đoàn đạo văn đều đã khôi phục, mà trên bảo luân còn có ba sợi tinh ti màu vàng quấn quanh, đúng là sợi tơ thời gian pháp tắc. Hàn lập nhìn ba sợi tinh ti màu vàng này, đầu lông mày dướn lên, lộ vẻ vui mừng. Có lẽ do trước đây dùng kim hồn đan, thần hồn sinh ra một sát na biến hóa, bản thân có một loại cảm giác thập phần huyền diệu đối với không gian nhỏ nơi này, cảm giác rất khó nói rõ, trong lúc mơ hồ lại hiểu ra một tia lực lượng thời gian pháp tắc. Lúc ấy, hắn cảm thấy sợi tơ thời gian pháp tác trong cơ thể ngọ nguậy, nhưng bởi vì sắp tiến giai kim tiên cảnh, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Kết quả là qua mấy ngày đắm chìm trong lôi trì tẩy anh, cả người hắn ở trong trạng thái bị dày vò, có thể nói một ngày dài như một năm, nhưng loại cảm giác kỳ diệu lúc trước với không gian này lại xuất hiện lực lượng thời gian trong cơ thể cũng theo đó mà sinh ra một tia biến hóa vi diệu trong lúc bất chi bất giác lại lần nữa ngưng tụ rút cục thành hai sợi tơ thời gian pháp tắc phải biết rằng trước đây vì ngưng tụ ra sợi tơ thời gian pháp tắc thứ nhất hắn đã rất nhọc lòng thử hết thảy các phương pháp có thể thậm chí lấy thân mạo hiểm trực tiếp nuốt lục dịch trong trường thiên bình nhưng đều không có hiệu quả cuối cùng phải thông qua luyện chế đạo đan thời gian mới được như ý nguyện hôm nay một lần lại ngưng tụ tới hai sợi sự kinh hỉ trong lòng hắn có thể hiểu được giờ phút này hắn muốn tái hiện lại trạng thái kia thêm một lần nữa nhưng bất luận thế nào cũng không làm được cái này gọi là tạo hóa trêu người rồi hàn lập khẽ thở dài ngón tay ngoắc một cái ba sợi tinh thi lập tức như linh xà từ trên bảo luân bay vụt đến quấn quanh trên đầu ngón tay hắn hắn đưa thần thức vào trong đó lập tức cảm nhận được từng cỗ thời gian pháp tác mãnh liệt truyền đến đúng lúc này bỗng nhiên trên chân ngôn bảo luân tỏa ra một vầng hào quang trói mắt một đạo lục mang từ trong ngực hắn bỗng nhiên sáng lên bình nhỏ màu xanh sẫm không bị khống chế bắn ra, lơ lửng giữa không trung, hào quang rực rỡ như một mặt trời màu xanh. Hai thứ này hô ứng lẫn nhau, đồng thời tản ra lớp lớp chấn động cường đại. Chỉ nghe vèo một tiếng, ba sợi tinh thi thời gian đang quấn trên tay hắn vù vù bay ra, thẳng tắp như mũi tên chui vào tiểu bình màu xanh sẫm, lóe lên rồi biến mất. Một tiếng trầm đục vang lên, linh văn mặt ngoài trường thiên bình chấp động, lục quang nở rộ trở nên lóa mắt, kích thước cũng lớn lên cực nhanh, nhanh chóng to như cái thất màu ngọc bích trên thành bình thấy vô số lục sắc phù văn xuất hiện rồi ngưng tụ ra một đám mây màu xanh ở bên trong bình hình thành một vòng xoáy mây xanh cuồn cuộn tuôn ra ầm 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 từng đợt chấn động khí tức đặc thù không ngừng truyền ra đám mây màu xanh trong trường thiên bình biến thành một luồng lục quang lớn trực tiếp xé rách hư không ngưng tụ ra một mặt tinh bích kỳ dị giống như lần trước lại tới nữa hàn lập quan sát tinh bích dần dần hiện ra giữa vòng xoáy mây xanh thì trong lòng khẽ động miệng thì thào một câu vừa dứt lời tinh bích đã lớn lên như một căn phòng trong vòng xoáy một cỗ hấp lực khổng lồ kỳ lạ đột nhiên từ trong đó sinh ra bao phủ cả người hắn vào lập tức lực lượng thần hồn thoát khỏi thân thể hắn lóe lên tiến vào bên trong vòng xoáy hàn lập cảm thấy trong đầu đau nhức một hồi hai mắt liền tối sầm lại hoàn toàn mất đi ý thức trong lúc hốt hoảng tai của hắn nghe từng trận âm thanh nổ vang kèm theo tiếng gió gào thét mãnh liệt hắn cả kinh vội vàng mở mắt ra nhìn chung quanh Hắn phát hiện thân mình hiện ở vạn trượng trên cao không, đang cấp tốc phi độn về phía trước, sau lưng tiếng nổ vang kịch liệt không ngừng truyền đến. Đã một lần trải qua thần hồn xuyên không, lần này Hàn Lập cũng không quá mức kinh hoàng. Hắn không dừng phi độn, mà cúi đầu nhìn lại người mình. Vừa nhìn qua, hắn nhịn không được khẽ giật mình, làm cho thân hình đang phi độn cũng run lên kịch liệt. Kim quang trên người hắn mịt mờ, thoạt nhìn người hắn như đúc từ vàng, bất quá người và tay đều thô nhỏ, trước ngực còn ôm một vòng tay chữ vật xanh biếc nào giống như một tu sĩ, rõ ràng là một nguyên anh đang liều mạng chạy trốn. Hàn lập hơi ngẩn ra, trong lòng đắng ngắt, Lăng Vân Tử lần trước cũng vẫn là người dù sắp chết, nhưng lần này lại là một nguyên anh trốn chạy trôi chết. Tuy nhiên dù là nguyên anh, nhưng thực lực của nó mạnh hơn nhiều so với Lăng Vân Tử. Tâm Hàn lập vừa động, muốn thử nhớ lại ký ức của nguyên anh này, lập tức trong óc như có tiếng sấm sét nổ vang ầm ầm không thôi. Một đoạn ký ức không trọn vẹn và tâm tình phức tạp ào ào truyền vào trong đầu hắn miệng hàn lập phát ra tiếng thở nhẹ, thân thể không khỏi rơi xuống dưới. Cũng may cảm giác này chỉ thoáng qua trong chốc lát, hắn nhanh chóng ổn định thân hình, nhưng đã dừng lại, không tiếp tục trốn chạy nữa. Thân sắc hắn cổ quái, quay người nhìn lại phía xa sau lưng. Chỉ thấy trong hư không nơi đó, từng màn sáng hình cầu đủ mọi màu sắc, bao phủ cả một vùng trời đất rộng lớn. Từ bên trong truyền ra trận trận chấn động làm tim Hàn Lập đập nhanh không thôi, dù cách xa như vậy hắn vẫn nghe thấy rõ ràng. Đó là hơn 10 loại, thậm chí là gần trăm loại linh vực cường đại tỏa ra chấn động pháp tác lực mãnh liệt, hoàn toàn khác với những linh vực mà hắn đã từng thấy trước đây. Chúng xen kẽ hoặc bao trùm nhau, hoặc tương hỗ hoặc xung đột nhau, bộc phát ra từng đợt chấn động kinh thiên. Nơi đây đúng là Minh Hàn Tiên Cung. Hàn Lập nhìn mảnh trời bị xé nứt và đại địa bị tàn phá, thì thao lẩm bẩm. Giờ phút này, hắn đã biết rõ thân phận Nguyên Anh mà bản thân đang sống nhờ này. Đây là một gã kim tiên, có tên là Kim Hải, đệ tử vô sinh kiếm tông, mới vừa từ trong tông chạy thoát ra. Từ trong mớ ký ức rất hỗn loạn của gã mà Hàn Lập lấy được thì phần lớn đều là một vài hình ảnh giao chiến vô cùng thê thảm, tựa hồ là những biến cố phát sinh gần đây. Tốn một phen cân nhắc, Hàn Lập mới từ trong đó tìm ra được đầu mối, rồi cũng chỉ mơ hồ suy đoán. Chẳng biết vì nguyên nhân gì, hai ngày trước thế lực luân hồi điện đột nhiên tấn công Minh Hàn Tiên Cung. Tuy Tiên Cung đã sớm phòng bị, nhưng vẫn không thể chống cự, bị đánh vào tận bên trong tiên phủ vô sinh kiếm tông với tư cách là thế lực phụ thuộc tiên cung tự nhiên phải liều chết chống cự bảo vệ tiên cung họ vốn định liều mạng dùng căn cơ của tông môn phát động đại trận kiếm hải làm địch quân trọng thương kết quả vào lúc phát động đại trận lại bị một tên đại năng ngọc tiên có tu vi thái ất cảnh của địch quân phóng thích linh vực khốn trụ toàn bộ tông môn ở trong linh vực kia tràn ngập một loại lực lượng pháp tắc khó hiểu lại có thể áp đảo kiếm khí tràn đầy trong kiếm hải khiến cho kiếm trận không cách nào phát động cuối cùng dẫn đến mất hiệu lực Đệ tử vô sinh kiếm tông đành phải kết trận mà chạy ra khỏi linh vực của Ngọc Tiên, sau đó lại gặp phải đại chiến giữa tu sĩ tiên cung với tu sĩ Luân Hồi Điện. Các sư huynh đệ của Kim Hải từng người một vẫn lạc, có người Nguyên Anh chạy thoát, có người hình thần câu diệt. Trong lúc vô tình, gã ta xông vào linh vực của một tu sĩ Kim Tiên đỉnh phong, khiến cho một thân kiếm ý vô tác dụng, cuối cùng lọt vào giáp công bị chết ngay tại chỗ. Trong một khắc cuối cùng, gã vận dụng bí pháp tự bạo bổn mạng phi kiếm, mới giúp Nguyên Anh ly thân chạy thoát ra ngoài. Nhưng dù như thế, nguyên anh của gã cũng bị trọng thương, nếu không phải thần thức Hàn Lập nhập chủ, giờ phút này chỉ sợ đã tiêu tán hoàn toàn giữa thiên địa rồi. Vì sao Luân Hồi Điện tấn công Minh Hàn Tiên Cung, chẳng lẽ Minh Hàn Tiên Cung thất lạc có quan hệ với việc này? Trong lòng Hàn Lập hiện ra vài điểm hồ nghi, hắn do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái ở đằng trước. Chỉ thấy ở chỗ đó đang có lơ lửng một cái vòng kim quang mơ hồ nhàn nhạt, nhạt, chính là chân ngôn bảo luân của hắn. Thời gian đạo văn phía trên chớp chớp quang mang bán trong suốt, trong đó có hơn 10 đoàn hào quang đã phai nhạt. Hàn Lập không khỏi ồ nhẹ một tiếng, cảm giác có chút kỳ quái. Dựa theo hoàn cảnh lần trước, giờ phút này thời gian đã qua ít nhất 30 cái hô hấp, lẽ ra phải nhạt đi 30 đạo văn mới đúng, làm sao chỉ có hơn 10 đoàn mất đi ánh sáng? Chẳng lẽ là, lông mày Hàn Lập nhíu lại, nhìn chằm chằm vào chân môn Bảo Luân, quan sát không hề chớp mắt. Sau một lát, lông mày hắn giãn ra, trên mặt lộ ra nét vui mừng hắn thình lình phát hiện, hiện giờ dường như thời gian duy trì của mỗi một đoàn thời gian đạo văn dài hơn trước, mỗi đoàn duy trì ước chừng được ba hơi thở. Có lẽ việc này có quan hệ với việc hiện tại hắn đã có ba sợi tơ thời gian pháp tắc. Nếu thực sự là thế, mỗi một sợi tơ thời gian pháp tắc có thể khiến cho thời gian đạo văn kéo dài thêm thời gian, làm cho thời gian trên chân ngôn bảo luân theo đó mà tăng lên nhiều. Sợi tơ thời gian pháp tắc ngưng tụ càng nhiều, có lẽ thời gian duy trì càng kéo dài hơn. Cũng không biết, khi sợi tơ thời gian pháp tác tăng thêm đến mức độ nhất định, thời điểm thần hồn xuyên không có dẫn đến biến hóa gì với hắn nữa hay không? Chương 462, rung động, tâm niệm Hàn Lập vừa động, thân hình chuyển một cái, không hề chạy trốn nữa, ngược lại vội quay về hướng Tiên Cung. Nếu còn thời gian, hắn dĩ nhiên không muốn lãng phí, nhân lúc này xác nhận một ít chuyện. Thứ nhất là muốn xem có thể tìm hiểu được rốt cuộc Minh Hàn Tiên Cung đã phát sinh chuyện gì hay không, dù sao bản thể của hắn ở trong di tích Minh Hàn Tiên Cung này còn không biết có thuận lợi thoát khốn được không thứ hai là cũng muốn biết rõ tại sao luân hồi điện lại ồ ạt à tấn công tiên cung như vậy dù sao hắn cũng là luân hồi chi tử không muốn hổ đồ ngu ngốc bị người khác xem như pháo hôi thứ ba là hắn muốn quan sát những linh vực muôn hình muôn vẻ kia ở khoảng cách gần kỳ thực đối với linh vực trên thực tế hắn đã tiếp xúc qua từ hồi còn ở linh giới có điều khi đó bảo hoa vận dụng là huyền thiên linh vực cùng lắm chỉ có thể được xem là một loại ngụy linh vực mượn nhờ pháp bảo để phóng thích ra mà thôi sau khi đến tiên giới, Hàn Lập đã từng tìm tòi xem qua các tài liệu về linh vực, chỉ là cơ hội tận mắt nhìn thấy linh vực chính thức quá ít. Hôm nay có cơ hội tự mình cảm thụ, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Nguyên anh của gã này vốn dĩ không phải hạng soàng, sau khi thần thức Hàn Lập xông vào làm chủ, tốc độ phi độn lại tăng lên mấy lần. Không bao lâu, hắn đã bay tới gần chiến trường bên này. Ngẩng đầu nhìn lại, thời gian đạo văn trên chân ngôn Bảo Luân đã tắt đi gần phân nửa. Không xa trước mặt hắn, một màn sáng màu vàng đất bao phủ đầy trời, chưa tiến vào trong đã có thể cảm nhận được khí tức thổ thuộc tính nồng đậm truyền đến. Xuyên qua màn sáng, Hàn Lập có thể thấy rõ phần kiến trúc, cây cối ở trong màn sáng này đều bị một cỗ cự lực ép đến mức sụp đổ, nước vỡ tung tóe. Từ một chỗ rất xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít tu sĩ, quanh người lóe lên các loại quang mang đủ các màu, ra sức chống đỡ lại phần áp lực này, nhưng vẫn bị áp chế rất mạnh, ngay cả phi hành trên không cũng không được, hầu như chỉ có thể bay là là tầm mấy trượng sát mặt đất. Ở một chỗ khác trong màn sáng, vị trí giao nhau với một linh vực màu bạc lóe ra vô số quang mang sáng như tuyết, giống như có vô số kiếm khí răng khắp nơi, cắt nát hư không thành từng mảnh nhỏ, trở thành một vùng mơ hồ. Chỗ xa hơn nữa thì linh vực lại thêm sáng ngời, phạm vi lại càng lớn thêm không ít, uy thế của nó hết thảy đều không giống nhau. Hàn Lập nhìn thấy âm thầm líu lưỡi, đang do dự không biết có nên mạo hiểm tiến vào trong không, chợt nghe thấy âm thanh phảng phất như tiếng sấm trầm thấp truyền tới từ chỗ cực xa một đạo sóng âm chấn động như thực chất không chút trở ngại đâm thẳng vào trong thức hải của hắn, như một thanh cự nhận khổng lồ muốn chém rách thức hải của hắn ra, trùng trùng điệp điệp bổ xuống. Lập tức thức hải hàn lập nổi lên một mảnh sóng lớn kinh hoàng, thần thức như muốn vỡ tan ra, rốt cuộc không khống chế được thân thể rơi xuống dưới. Nhưng lúc này luyện thần thuật trong thức hải âm thầm vận chuyển, một tầng ô quang trong nháy mắt lan ra, bảo vệ thức hải hắn. Khi sắp rơi xuống phía dưới thì trong nháy mắt thần thức hàn lập lại được củng cố hắn hết sức kinh hãi khống chế thân thể Nguyên Anh, một lần nữa bay vút vào không trung. Hắn quay đầu lại nhìn về chiến trường phía xa, chỉ thấy toàn bộ vùng linh vực ấy, 10 phần thì đã tan vỡ 89 phần, không biết là bị âm thanh vừa rồi trực tiếp phá vỡ, hay là thần thức người phóng thích linh vực tan vỡ, linh vực tự động tan giã. Thần sắc hàn lập biến đổi liên tục, thân hình chuyển một cái, cấp tốc chạy trốn về phía xa. Lực lượng ẩn chứa trong âm thanh trầm thấp lúc nãy, hàn lập tuyệt không xa lạ gì, đó là lực lượng của luyện thần thuật, âm thanh này giống như phiên bản kinh thần thứ được gia cường, uy lực đâu chỉ tăng thêm gấp trăm lần. Hàn Lập không chắc nếu mình tiếp tục ở lại nơi đó, nếu người nọ lại phóng thích một lần như vậy nữa, thậm chí là công kích thần hồn mạnh hơn thì thần hồn của mình có bị hao tổn hay không. Sau khi bay vút một hơi ra mười mấy vạn dặm, Hàn Lập không định dừng lại, tiếp tục bay đến một vùng hải vực cách xa nữa, lúc này tốc độ mới chậm lại mấy phần. Hắn dương mắt liếc nhìn hải vực xung quanh liền thấy trên hải vực vắng vẻ cách đó không xa ở phía dưới có một hòn đảo cao tầm mấy trăm trượt hình dáng hẹp dài như lá liễu thảm thực vật phía trên thưa thớt khắp nơi trên mặt đất đều lộ ra nham thạch màu xám trắng đây không phải là hòn đảo của hàn tinh tộc sao chẳng lẽ đây chính là hắc phong hải vực hàn lập kinh ngạc một hồi cũng không biết tại sao bản thân lại chạy đến hắc phong hải vực đúng lúc này trong óc hắn bỗng mê man một hồi những đoạn ngắn ký ức không được đầy đủ trọn vẹn của kim hải lại lần nữa hiển hiện ra chỉ là phần ký ức này lại không liên quan tới trận đại chiến kia, mà thuộc về một tấm bản đồ bảo tàng. Trước khi xảy ra biến cố này, có lẽ Kim Hải đã hẹn với ai đó, phải rời sư môn đi tới một nơi của tiên vực để tìm kiếm bảo vật, tiếc rằng chưa kịp đi đã gặp biến cố. Có vẻ tấm bản đồ bảo tàng này rất bất phàm, nên gã có chút lo lắng lẫn tiếc nuối sâu sắc, đây hẳn là lý do mà phần ký ức này lại hiện ra trong đầu Hàn Lập lúc này. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, thần thức đi vào vòng tay chữ vật cha xét cũng không rõ vị tu sĩ Kim Hải này có phải vì chuẩn bị đi xa hay không, hay bởi vì biến cố tông môn mà vòng tay chữ vật cất giấu đồ thập phần phong phú, không chỉ đại lượng tiên nguyên thạch mà pháp bảo, đan dược lẫn cổ tịch cũng không hề thiếu. Những loại pháp bảo đan dược này, Hàn Lập cũng không rõ lắm, nhưng mấy cuốn cổ tịch này hắn lại biết rõ. Trong trí nhớ Kim Hải, gã quý mấy cuốn sách cổ này như tính mạng, những ghi chép trong đấy không chỗ nào không phải là kiếm thuật tinh diệu mà vô sinh kiếm tông truyền thừa cùng các loại kiếm trận biến hóa. Chỉ là Hàn Lập biết rõ mình duy trì trạng thái này không được bao lâu nữa, không thì hắn rất muốn tu luyện một phen, dù sao vô sinh kiếm tông chuyên về kiếm đạo, lại thanh danh hiển hách, kiếm thuật cất giấu trong này thử hỏi người dùng kiếm trong thiên hạ ai lại không muốn tu luyện chứ. Trong những vật phẩm này, Hàn Lập tìm được một mảnh tơ lụa kỳ lạ, sờ tới sờ lui lạnh buốt, phía trên mơ hồ có thất sắc lưu quang chấp động, nhìn qua liền biết không phải vật phàm. Nhưng khi hắn xem xét tỉ mỹ đường vân phía trên, lại phát hiện hào quang lập lòe bất định, cái gì cũng không thấy rõ, đương nhiên không thể nhìn ra địa đồ tuyến đường nào hết. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, chân ngôn bảo luân treo ở trên không nhẹ nhàng chuyển một cái, lập tức chân thực chi nhãn phát ra quang mang, rơi xuống tấm tơ lụa này. Thế nhưng, theo chuyển động của chân thực chi nhãn, tốc độ tiêu hao của thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân lại càng nhanh hơn. Ngay lập tức, cũng chỉ còn giải rác hơn 10 đoàn. Chỉ thấy hào quang bảy màu kia nhột nhạo một hồi, như thủy mặc từ chỗ trung tâm lan rộng ra với tốc độ chóng mặt, lập tức phía trên hiện lên một bản địa đồ có màu sắc rực rỡ, địa hình hết sức phức tạp. Hai mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm hình ảnh, cẩn thận quét từng chi tiết của địa đồ, khắc sâu vào trong đầu mình. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua mấy đoàn đạo văn còn sáng trên chân ngôn bảo luân, thu địa đồ vào trong vòng tay chữ vật, bay thẳng xuống hải vực gần hòn đảo bạch sắc kia, thân hình như khối thiên thạch nhỏ lao xuống biển. Lúc thân thể lặn nhanh xuống, trong nước biển tĩnh mịch kéo lên một vệt thủy tuyến trắng như tuyết, thẳng tắp chạy sâu xuống đáy biển chân ngôn bảo luân treo trên đỉnh đầu, từng đoàn tiếp từng đoàn lụi tắt. Lúc còn sót lại năm đoàn, tiểu nhân Nguyên Anh đã cách mặt nước biển ngàn trượng. Lúc còn bốn đoàn, đã đi xuống mấy ngàn trượng. Lúc còn ba đoàn, đi xuống hơn vạn trượng. Kim sắc tiểu nhân rốt cuộc hạ xuống đáy biển, nâng lên một trường, như cây đao trực tiếp đâm vào phần nham thạch dưới đáy biển, từ trong khoét ra một cái động sâu, ném vòng tay chữ vật vào đấy, sau lại nâng lên một trường, đánh một khối nham thạch vào cửa động. Bục một tiếng trầm đục, Đúng lúc Hàn Lập còn không kịp nhìn nham thạch đã chặn kín cửa động hay chưa thì đoàn đạo văn cuối cùng đã tắt. Một vòng xoáy đột nhiên sinh ra từ hư không, trong đầu hắn lại một hồi sắc nhọn đau đớn, thần thức một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn. Nhìn tinh bích trước mắt dần dần tiêu tán, trong lòng Hàn Lập mãi vẫn không bình tĩnh được, trong đầu nhớ lại tình cảnh lúc trước, thần sắc có chút dầu dĩ. Phải đến nửa ngày sau, hắn mới vung tay lên, ba sợi thời gian đều hiển hiện, ảm đạm không chút ánh sáng, được hắn dẫn động trở lại vào bên trong chân ngôn bảo luân. Ngay sau đó, quang mang của chân ngôn bảo luân cũng thu lại, được hắn thu vào trong cơ thể. Hàn Lập đứng dậy, vung tay lên, một kiện pháp bào thanh sắc mới tinh được mặc lên người chỉnh tề, lại tiện tay xuất ra một cây châm bạch ngọc, búi tóc mình lại, đi ra. Lúc này, một bóng người từ đằng xa bay vút tới hạ xuống, đúng là giải đạo nhân. Chúc mừng Hàn đạo hiếu tu vi lại tăng lên tiếp một tầng. Giải đạo nhân hơi chắp tay, mở miệng nói ra trong hơn 10 năm này, vất vả cho giải đạo hữu một mực hộ pháp trông chừng giúp ta rồi." Trên mặt Hàn Lập lộ nét vui vẻ, mở miệng nói, "Ta và ngươi nhất vinh câu vinh, không cần phải nói những lời này. Hôm nay xem như đã tu đến cảnh giới Kim Tiên, chắc hẳn thần uy chân luân đã khôi phục lại, thế nào? Có đi xem cái phù văn mộng ẩn trên bệ đá kia không?" Giải đạo nhân vẫy vẫy tay, nói, "Ta cũng đang có ý này." dứt lời hắn lại nghĩ tới thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân của mình đã lụi tắt hoàn toàn, không khỏi hơi chậm lại. Làm sao vậy, có gì không ổn ư? Giải đạo nhân thấy thế, hỏi. Không có gì, qua đó thử một phen. Hàn lập cười khổ lắc đầu, nói ra. Sau đó, thân hình hai người chợt lóe lên, đi tới chỗ trong lâm viên kia. Trong lâm viên, cây cối sum xuê, thạch đài vuông trong khu rừng rậm cũng không thay đổi gì. Hàn lập đi tới phía trước, buông thần thức tra xét phía trên bệ đá, ngay sau đó kim quang sau lưng tràn đầy, một bảo luân lập lòe kim quang hiện lên, tất cả thời gian đạo văn phía trên đều trở nên ảm đạm không chút ánh sáng. Hai tay hắn bấm pháp quyết, chân thực chi nhãn trên bảo luân lơ lửng sau lưng lập tức xoay một vòng, từ trong bắn ra một tia sáng kim sắc, đánh vào giữa bệ đá. Trên bệ đá dậy lên một hồi quang mang, rất nhanh khôi phục nguyên trạng, không có bất kỳ biến hóa gì nữa. Quả nhiên không được, hàn lập thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm vừa dứt lời, hắn lại im lặng suy nghĩ chốc lát, pháp quyết hai tay lại lần nữa biến đổi. Chỉ thấy ba sợi tơ thời gian từ trên chân ngôn bảo luân bắn ra, ở giữa không trung xẹt ra từng đạo kim quang, trực tiếp bay vào trên bệ đá. Lần này, toàn bộ bệ đá phát ra kim mang mãnh liệt, trong nháy mắt kim quang lan tràn ra, hóa thành một màn hoa quang lờ mờ, từ chính giữa tràn ra, phân thành từng nhánh hình cây, trườn ra cả rừng rậm bên ngoài. chương 463, có cản khôn khác, nhìn kim quang vạn trượng trên thạch đài, giải đạo nhân thở dài nói, xem ra bây giờ không chỉ mộng ẩn phù văn ở hạch tâm hiện rõ mà cả tòa đại trận bị ẩn giấu này cũng đều hiện ra. Hàn lập nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, giải đạo hữu xem dùng cách nào phá giải đi. Giải đạo nhân nhìn chầm chầm vào giữa thạch đài, xem một lúc rồi trầm ngâm nói, theo như ta nhìn chỗ nhụy hoa vừa được tu bổ nguyên vẹn, thì mộng ẩn phù văn ở chỗ đó rất giống với loại phù văn có tên cửu yểm. Cũng may lúc trước chúng ta không dùng man lực phá giải, nếu không một khi kích hoạt toàn bộ pháp trận, chỉ sợ tiểu bí cảnh này cũng sẽ bị thay đổi theo chẳng qua hiện giờ đã biết rõ lai lịch của phù văn này thì việc phá giải nó sẽ đơn giản hơn sau khi nói xong gã liền bảo hàn lập cho mượn một ít trận kỳ và pháp khí dùng để phá trận thân hình gã lóe lên bận rộn chạy qua chạy lại các nơi trong phế thành để bố trí hàn lập lẳng lặng đứng tại chỗ đợi sau chừng một khắc đồng hồ giải đạo nhân quay lại bên cạnh thạch đài trong tay cầm một khối bạch ngọc được khắc các phù văn phức tạp ánh mắt hàn lập hơi nheo lại trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Giải đạo nhân dừng tại thạch đài một chút, sau đó cất bước đi ra phía trước, tay cầm khối bạch ngọc cẩn thận đặt vào chỗ trống ngay nhụy hoa mộng đàm. Dù sao phù văn ban đầu cũng đã bị hủy rồi, đây là ta dùng ngọc thạch để thay thế, hy vọng có tác dụng. Giải đạo nhân giải thích, dứt lời, tay gã liền bắt pháp quyết, miệng quát khẽ, giờ bàn tay lên vỗ xuống trung tâm thạch đài.